nhau ầm nghĩ tới đây giang giật tay run lên đem hỏa long kiếm vứt trên mặt đất cảm giác này hỏa long kiếm tựa như một kiện tà vật hắn còn cảm giác tựa hồ từ nơi sâu xa có một cái bàn tay vô hình tại nắm trong tay nhân sinh của hắn loại cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái vô cùng sợ hãi vô cùng bất an hắn giờ phút này thậm chí có loại suy nghĩ muốn đem này hỏa long kiếm hỏa linh châu vứt bỏ về sau rốt cuộc không cần vô danh khẩu quyết không cần hắc sắc nguyên lực chỉ là có thể vứt bỏ sao? Giang giật rất nhanh tỉnh táo lại, địch nhân của hắn nhiều như vậy, trưởng tôn vô kỵ hạ điền thời khắc đều nghĩ hắn chết. Giang nghịch lưu chỉ cần sau khi ra ngoài, khẳng định hội trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Vừa rồi tại trong cung điện Thanh Long học viện đệ nhất, bác mãng quốc đao gia thiếu tộc trưởng đao chiến nhìn hắn ánh mắt bên trong cũng có mịt mờ sát ý, hắn giết thiên huyền quốc phương tử Vân Hạc, thiên huyền quốc người khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn có quá nhiều địch nhân, hắn còn muốn để Giang Biệt Ly đi mẹ hắn thân trước mộ quỳ xuống. Giang Vân Hải giờ phút này sống chết không rõ, hắn lại bất lực, hắn cần thực lực cường đại. Không có hỏa linh châu, hắc sắc nguyên lực lại không thể dùng, giống như còn đem này hỏa long kiếm vứt bỏ, thực lực của hắn cũng chỉ có tử phủ cảnh nhị trọng, nhẹ nhõm có thể bị người giết chết. Sở dĩ, trầm ngâm một lát, hắn lần nữa cắn răng nhặt lên hỏa long kiếm, trong đầu đau đớn có chút giảm bớt, Giang giật đem kia mười mấy cái chữ tiểu triện chữ nhớ kỹ sau liền không có đi quản, giờ phút này tâm hắn có chút loạn, tạm thời không có thời gian đi cảm ngộ đệ tam trọng vô danh công pháp khẩu quyết. Hỏa Long kiếm, người đến cùng phải hay không một cái tà kiếm người có thể hay không đem ta đưa vào tà đạo. Giang giật nhìn chằm chằm Hỏa Long kiếm, lặng yên nỉ non một tiếng, triệu tập một tia tâm niệm lần nữa dò xét, lần này không tiếp tục ngoài ý muốn nổi lên tình huống, bất quá bên trong giường giả đến cực hạn cấm chế trận pháp, đem Giang giật xem được nhanh chóng. Linh khí, thiên khí, thánh khí bên trong đều có trận pháp cấm chế, cũng chỉ có thông qua cấm chế bên trong trận pháp mới có thể tăng phúc võ giả lực công kích, mới có thể phóng xuất ra cường đại thần thông. Bảo vật bên trong cấm chế trận pháp cường đại hay không, quyết định bảo vật này phẩm giai. Càng là cường đại bảo vật, cấm chế bên trong trận pháp cũng càng phức tạp dườm ra huyền diệu, giang giật chưa từng tiếp xúc qua cấm chế trận pháp, tự nhiên cảm ứng có chút đầu váng mắt hoa. a à, không đúng, giang giật cảm ứng một phen, lần nữa phát hiện một vấn đề, cái này thánh khí giống như thật là không trọn vẹn. Bởi vì này hỏa long kiếm dưới thân kiếm mặt một phần cấm chế trận pháp rất là kiện toàn, bên trong hồng quang đường cong lưu chuyển, phóng xuất ra cường đại dọa người khí tức. Trên xuống một mảng lớn mặc dù cũng có đơn giản trận pháp, nhưng rõ ràng là không kiện toàn không trọn vẹn, nhìn lờ mờ tối tăm, Giang Giật đã từng từng điều tra hắc lân kiếm cấm chế trận pháp, bên trong thế nhưng là vô cùng kiện toàn. chương 221, Giang Giật, tiếp chỉ. Thu hồi tâm niệm, Giang Giật hồ nghi liếc mấy cái, lại lặp đi lặp lại cảm ứng một phen, còn xuất ra hắc lân kiếm cảm ứng một phen. Cuối cùng xác định thanh này nhìn uy phong lẫm lẫm hỏa long kiếm, cấm chế bên trong trận pháp đích thật là không trọn vẹn. Thanh này thánh khí tại dung hợp hỏa long châu về sau, thế mà còn là không trọn vẹn. Bị hố chẳng lẽ là một thanh phế kiếm? Giang giật thì thào một tiếng, tiện tay vận chuyển một tia nguyên lực tiến vào hỏa long kiếm bên trong, đối phía trước nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Suy suy, hỏa long kiếm trong chốc lát hồng quang đại thịnh, phía trên hồng quang hội tụ thành hai đầu hỏa long văn tại thân kiếm du tẩu, sau đó đột nhiên ly kiếm mà ra, ngưng tụ ra hai đầu hỏa long hướng phía trước gào thét mà đi, hỏa long gặp gió mà trướng, cuối cùng biến thành hai đầu dài ba thước tiểu hỏa long hướng vách tường hung hăng đánh tới. Ngọa tào, giang giật thân thể nổ bắn ra trở ra, lập tức ôm lấy đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trên. Oanh, hai đầu hỏa long đem phía trước một mặt tường bích xoắn thành bột mịn, phá vỡ một cái lỗ thủng to, toàn bộ phòng cũng vì đó chấn động, kém chút sụp đổ xoa giang giật nhìn lướt qua liền tranh thủ hỏa long kiếm thu hồi phụ cận gian phòng bên trong cũng lập tức bay vụt ra bảy tám đạo nhân ảnh tề viện trưởng thật xa tự quát khẽ giang giật tình huống như thế nào không không có việc gì giang giật lúng túng lau mặt một cái xuyên thấu qua gian phòng lỗ lớn xin lỗi nhìn qua chúng nhân nói vừa rồi tại tu luyện một loại võ kỹ không cẩn thận tẩu hỏa tề viện trưởng bọn người toàn bộ lật lên bạch nhãn tại trong tử lâu tu luyện võ kỹ đây cũng là giang giật mới có thể làm ra sự tình a nhưng mà này còn là hoàng thành vạn nhất tiếng vang lớn hơn chút nữa kinh động đến hoàng thành thành vệ quân liền phiền toái lưu lão người bãi bình thoáng cái ngoài cửa tiền vạn quán bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất hắn còn tưởng rằng có người công kích đâu đang muốn hô lưu lão cứu mạng giờ phút này mới biết được là sợ bóng sợ gió một trận hắn nhìn thấy trong tử lâu hộ vệ nghe hỏi mà đến lập tức hướng lưu lão làm thủ thế để hắn đi xử lý hậu sự đám người tán đi về sau tiền vạn quán mới hồ nghi nhìn giang giật nói lão đại ngươi làm cái quỷ gì nơi này chính là hoàng thành sự tình làm lớn chuyện ta cũng giải quyết không được giang giật xoa xoa đôi bàn tay đầy mắt lửa nóng nói ra ta vừa rồi thử một chút hỏa long kiếm kết quả phát hiện uy lực có chút lớn hóa đây chính là thánh khí uy lực có thể không lớn sao còn tốt ngươi không có toàn lực thôi động nếu không sợ là ngôi tử lâu này muốn bị san thành bình địa tiền vạn quán trên mặt đều là hắc tuyến lập tức nghĩ đến một chuyện kinh hô lên, không đúng, lão đại, hỏa long kiếm ngươi sao có thể thôi động đây chính là thánh khí A, ngươi không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian tự luyện hóa đi. Hắc hắc, giang giật cũng không nhiều giải thích, vấn đề này cũng rất khó giải thích rõ ràng. Đi theo tiền vạn quán hướng một cái khác hoàn hảo gian phòng đi đến, vào phòng sau giang giật mới hỏi, vạn quán, người đối bảo vật cấm chế bên trong trận pháp hiểu không? Hiểu qua một chút, thế nào lão đại? Tiền vạn quán nháy nháy mắt, nhìn thấy giang giật trong tay hỏa linh châu sáng lên, cái kia thanh hỏa long kiếm xuất hiện lập tức đôi mắt sáng lên cảm thán chật chật thánh khí đồ tốt a à. Giang giật đem hỏa long kiếm đưa cho hắn nghi hoặc nói ra cái này thánh khí cấm chế bên trong là không trọn vẹn chỉ có một đoạn là hoàn chỉnh người cảm ứng thoáng cái ta cảm ứng cái giam a à, ta trước thực lực ấy cũng không có luyện hóa thánh khí làm sao cảm ứng a à. tiền vạn quán nhận lấy tiện tay múa mấy lần trầm ngâm một hồi nói ra bất luận cái gì bảo vật cấm chế bên trong đều phải là hoàn chỉnh dạng này có thể phát ra uy lực lớn nhất người cái này thánh khí giống như không hoàn chỉnh uy lực khẳng định hội giảm bớt đi nhiều nếu như là linh khí thiên khí còn có thể tìm luyện khí sư tu bổ thoáng cái cái này thánh khí là không có cách nào tu bổ a à nha giang giật thu hồi hỏa long kiếm nội tâm càng thêm kinh nghi vừa rồi tùy ý phóng thích một kiếm hắn cảm giác cái này thánh khí mặc dù là không trọn vẹn nhưng dung hợp hỏa long châu sau uy lực tuyệt đối không so với người vương ấn, diệt thế ngân quyển yếu. Giống như cái này thánh khí cấm chế bên trong là hoàn chỉnh, cái kiểu uy lực nên lớn bao nhiêu vậy vẫn là thánh khí sao. Đêm đã khuya, Giang giật để tiền vạn quán đi về nghỉ, hắn ngồi xếp bằng trên giường khu trừ tạp niệm, ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, bắt đầu lĩnh hội vô danh khẩu quyết tầng thứ ba. Vô danh công pháp tầng thứ nhất, để Giang giật có một loại thần kỳ hắc sắc nguyên lực, tầng thứ hai cái này hắc sắc nguyên lực hạn mức cao nhất đạt đến một ngàn tia, tầng thứ ba khẩu quyết ra, giang giật rất là chờ mong. Kết quả mấy canh giờ đi qua, bên ngoài bầu trời bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc, giang giật thế mà còn không có lĩnh hội. Giang giật ngộ mộ tính một mực không tính quá kém, trước kia lĩnh hội tầng thứ nhất, tầng thứ hai khẩu quyết lúc đều chỉ dùng mấy canh giờ, cái này ba tầng khẩu quyết lại huyền diệu vô cùng, hắn còn không có chạm vào môn. Xa xa xa, rất nhanh bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo, hiển nhiên có người dậy sớm, Giang Giật chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời trước ngừng lại, dù sao về sau có nhiều thời gian, chậm rãi lĩnh hội là được. Nhắm mắt hít một hồi, sau gần nửa canh giờ tiền vạn quán bắt đầu gõ cửa, học viện đại quân chuẩn bị truyền tống về thần võ quốc, lại quay lại linh thú sơn học viện. Rửa mặt một phen, qua loa ăn một chút bữa sáng, Giang Giật đi theo đại bộ đội cưỡi xe ngựa đi quảng trường. Đến quảng trường sau Vân Phỉ mang theo cổ đặc hỏa thụ bọn hắn đi tới, thấp giọng mở miệng nói, Giang Giật, tiền vạn quán, ta muốn về nước một đoạn thời gian, giống như thế cục ổn định, ta mới có thể trở về học viện. Đương nhiên, có thể cả một đời cũng không trở về, giống như có cơ hội lời nói, hoan nghênh các ngươi đến thiên huyền quốc đùa, ta nhất định thịnh tình chiêu đãi. a à, Giang giật cùng tiền vạn quán liếc nhau, hai người theo bản năng hướng chiến vô song nhìn thoáng qua, Giang giật gật đầu nói, có bất kỳ tình huống đưa tin cho chúng ta, thực sự không được ngươi tự rút lui ly thiên huyền quốc, đi học viện cũng tốt, đến thần võ quốc cũng được, thiên không tổng tuyệt đường người. Vân Hạc chết rồi, Thiên Huyền Quốc khẳng định sóng ngầm phun trào, Vân Phỉ lần này về nước mặc dù thu hỏa thụ cổ đặc đám người hồn ấn, nhưng nói không chừng mấy gia tộc lớn nổi giận, liên thủ đối phó Vân Phỉ cũng khó nói. Nàng một cái nhược nữ tử lẫn vào cái này quyền lực đấu tranh, giang giật khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ừm, Vân Phỉ nhẹ gật đầu, cùng chiến vô song thâm tình liếc nhau một cái, dứt khoát dẫn một đám người tiến vào một cái truyền tống trận, đi Thiên Huyền Quốc. Đi thôi, Giang giật nhìn thấy chiến vô song thần sắc ảm đạm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiền vạn quán cũng đi tới thấp giọng nói, vô song đại ca yên tâm, ta sau khi trở về hết sức thuyết phục gia tộc âm thầm trợ giúp vân phỉ công chúa. Mà lại vân hiền vương tử trở thành thái tử, đối tiền ra cũng là có lợi, gia tộc khẳng định hội âm thầm xuất lực. Tốt, chiến vô song trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, cùng mọi người đi vào một cái cự đại trong truyền tống trận, truyền tống về thần võ quốc. Ông, một trận quang mang lấp lánh, thần võ quốc hoàng cung phía trước một cái cự đại truyền tống trận phát sáng lên các loại chờ quang mang mất đi, giang giật bọn người mở to mắt quét qua lại toàn bộ một mảnh ngạc nhiên, quảng trường phía trước hoàng cung phương hướng đứng rất nhiều người, khoảng chừng gần ngàn người nhiều, trung ương nhất một đám người bao vây lấy một tên người mặc áo mãng bảo khôi ngô người trẻ tuổi, chờ mọi người đi ra truyền tống trận về sau, lập tức cười dài, hoan nghênh chúng ta dũng sĩ về nước, giang giật, tiếp chỉ. chương 222, Phụ tử gặp nhau, ý chỉ cũng không có thực chất nội dung, chỉ là một fan ca công tụng đức, ý tứ giang giật là thần võ quốc làm vẻ vang thần võ quốc dùng giang giật làm vinh một câu cuối cùng mới là trọng điểm muốn giang giật trời sáng buổi sáng giờ thìn vào trong vương cung nghe tuyên quốc chủ tự mình triệu kiến hạ vô hối lòng dạ rất sâu trên mặt vẫn luôn là nụ cười thân thiết mọi người hàn nguyên cứ việc giang giật cùng chiến vô song lừa giết vương thất mấy chục người mặc dù hắn nội tâm hận không thể đem giang giật tháo thành tám khối nhưng đàm tiếu ở giữa để cho người ta như mộc xuân phong không chút nào cảm thấy phản cảm cùng chán ghét không hổ là tại thần võ quốc chúng đa vương tử bên trong lan truyền ra người nổi bật. Hạ vô hối một đám người sau lưng văn quan võ tướng, Giang giật không biết cái nào, một đám người cũng là miệng đầy khen ngợi. Giang giật không nói quá nhiều, người khác cho khuôn mặt tươi cười cũng không tiện thiếp mông lạnh, chỉ có thể chất phát đáp lại, cũng may tề viện trưởng cùng tiền vạn quán chiến vô song đối với loại tình huống này ngược lại là ứng phó nhiều, không đến mức tẻ ngắt. Hàn huyên một phen, thái tử đem tề viện trưởng bọn người mang vào hoàng cung, lúc đầu mời Giang giật đi vào chung, bất quá bị hắn nói khéo từ chối, giang giật bọn người ngồi lên lập tức xe về tới tiềm long các. Lão đại, cái mông còn chưa làm nóng, tiền vạn quán tự vội vàng vào đây, mang cho giang giật một cái phi thường tin tức xấu. Giang biệt ly vừa rồi tới vương thành, lần này không có cưới cổ thần chiến xa, mà là dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp truyền tống mà đến, trực tiếp tiến vào hoàng cung. Giang giật nghe được tin tức này khóe miệng đều là vẻ đùa cợt, không hề nói gì vào phòng mê đầu tự ngủ, đêm qua tìm hiểu một đêm cũng không kịp nghỉ ngơi. Đợi chút nữa giữa trưa, Giang giật sau khi tỉnh lại, tiền vạn quán lần nữa mang đến một cái phi thường phá hư tin tức, mặc dù hắn cũng rất không muốn nói, nhưng việc này đã truyền khắp phương thành giấu giếm là không dối gạt được. Thái tử cùng tô như tuyết đại hôn tại một tháng cử hành, đón dâu đại quân trời sáng sẽ xuất phát, đi đại hạ quốc phương thành đón dâu. Mặc dù biết sự tình đã không cách nào nghịch chuyển, nghe được tin tức này về sau, Giang giật vẫn là toàn thân không thoải mái. Hắn nếm thử rất nhiều lần quên cái kia gọi tô như tuyết nữ tử, nhưng giờ khác này vẫn là cảm giác lòng như đau cắt, trong lòng đổ ngũ vị bình, tư vị gì đều có. Đi giúp ta tìm xem thiên thạch phương pháp luyện hóa, Giang giật phung tay lên, tiền vạn quán rất hiểu vị xuống dưới, Giang giật đây là muốn mượn tu luyện để cho mình quên hết mọi thứ, hóa bi phẫn là động lực, cố gắng sung kích cao hơn võ đạo cảnh giới. Thiên thạch phương pháp luyện hóa rất nhanh lấy được, thiên thạch tiền ra mặc dù không có, nhưng luyện hóa phương pháp, các đại siêu cấp thế gia đều thu thập có, Giang giật lật xem một lượt rất nhanh tìm hiểu được, không bằng hắn không có mạo muội luyện hóa, bởi vì cái này thiên thạch luyện hóa liền không thể ngừng, mà luyện hóa một viên thiên thạch ít nhất phải 10 ngày. Giang giật không có ra ngoài uống rượu cũng không có tu luyện, tiếp tục trốn ở gian phòng bên trong lĩnh hội vô danh khẩu quyết tầng thứ ba. Tà môn chính là, dòng dã lĩnh hội đến nửa đêm, hắn vẫn là không có sở đến một tia đầu mối, cái này tầng thứ ba khẩu quyết quá huyền diệu, Giang giật cảm giác tựa như đang nhìn thiên thư. Sáng sớm ngày thứ hai Giang giật tựu, tiền vạn quán đi lên, cùng giang giật bàn giao một chút vào cung lễ nghi, phải chú ý sự tình. Lần này thế nhưng là chính quy triều hội, thần võ quốc quốc chủ muốn tiếp kiến, náo động lên chê cười đối giang giật về sau tiền đồ có ảnh hưởng. Giang giật ngược lại là không quan trọng, thậm chí hắn đối với thần võ quốc sẽ ban cho Long Nha tướng quân đều không có nửa điểm hứng thú, bởi vì trở thành thần võ quốc tướng quân, liền muốn cùng Giang Biệt Ly là quan đồng liêu, còn muốn bị hắn tiết chế, cái này khiến Giang giật rất khó chịu, đương nhiên còn có hạ vô hối hạ điền bọn người, để giang giật đối vương triều không có nửa điểm hào cảm. Bên ngoài một đội ngự lâm quân sớm chờ, một cỗ treo thần võ quốc vương kỳ xe ngựa rừng ở tiềm long các bên ngoài, tại giang giật sau khi đi ra, một đội ngự lâm quân toàn bộ quỳ xuống quát khẽ tham kiến đại nhân. Đại nhân, giang giật sờ lên cái mũi, còn không có thụ phong long nha tướng quân, đám người này ngự lâm quân thế mà bắt đầu chào quân lễ, hắn một cái 16 tuổi thiếu niên bị người hô đại nhân, luôn cảm giác là lạ cáo biệt tiền vạn quán bọn người, giang giật lên xe ngựa, hướng trong vương cung chạy tới. Có ngựa lâm quân mở đường, một đường thông suốt, giang giật rất mau vào hoàng cung, cuối cùng xe ngựa tại một cái thiền điện bên ngoài ngừng lại. Một tên ngựa lâm quân tiểu đội trưởng quát khẽ, giờ thì còn có một lát, mời đại nhân trước tiên ở cái này nghỉ ngơi. Giang giật đi xuống xe ngựa, có chút kỳ quái nhìn lướt qua cái này thiền điện. Hắn mặc dù đạt được quốc chiến đệ nhất, thần võ quốc vương thất rất coi trọng, nhưng cũng không trở thành coi trọng như vậy a à, không chỉ có sớm tiếp đến còn chuẩn bị một cái thiền điện cho hắn nghỉ ngơi tiền vạn quán thế nhưng là nói hắn đoán chừng muốn tại đại điện bên ngoài chờ một lát chờ quốc chủ tuyên triệu mới có thể đi vào đã đến nơi này thả an chi giang giật cất bước đi vào bên ngoài có mấy tên cung nữ quỷ gối hai bên cung ninh cái này khiến giang giật càng thêm nghi ngờ chờ hắn đi vào thiền điện về sau nội tâm nghi hoặc lập tức thả đi bởi vì thiền điện bên trong đứng đấy một cái nam tử một cái lưng hùm vai gấu chỉ là nhìn thấy một cái bóng lưng, cũng làm người ta cảm giác được hít thở không thông nam tử. Cái này nam tử thân cao tám thước, người mặc nho nhã văn sĩ bào, nhưng bất kỳ người nhìn thấy hắn, cũng sẽ không cảm thấy hắn là một cái tay trói gà không chặt văn nhân. Ngược lại cảm giác giống như là một cái vô địch cường giả, một cái cường đại đến làm người ta nhìn một chút cái này đều sẽ không quên cường giả. Người này không có phóng thích bất kỳ khí thức gì, nhưng Giang Giật vừa mới bước vào cung điện, cũng cảm giác không khí bốn phía đều ngừng lưu động, cước bộ của hắn rốt cuộc xê dịch không được, ánh mắt cũng bị kia như lợi kiếm đâm thẳng thương khung lưng hấp dẫn. Giang biệt ly, Giang giật không cần đoán, chỉ là nhìn thoáng qua tự kết luận thân phận của người này. Có thể có như thế khi thế, có thể làm cho ngự lâm quân nghe theo mệnh lệnh của hắn, có thể làm cho cung nữ quỷ gối bên ngoài, có thể ép tới Giang giật không thở nổi nam tử, toàn bộ thần võ quốc chỉ có một người. Hai cha con rốt cuộc vẫn là gặp nhau. Phía ngoài ngữ lâm quân cùng thị nữ lặng yên thối lui, giang giật lại không chút nào phát giác, trong mắt của hắn thần sắc rất phức tạp bản năng có vẻ kích động một tia hài tử nhìn thấy cha ruột nhảy cấng nhưng càng nhiều vẫn là bi ai phẫn nộ đùa cợt hắn một câu không nói sắc mặt cũng lạ thường bình tĩnh rất nhanh đôi mắt bên trong thần sắc phức tạp cũng khôi phục lạnh nhạt bình thản như nước lạnh lùng như băng ta gọi giang biệt ly thần võ quốc trấn tây vương trấn tây quân nguyên soái nam tử đột ngột mở miệng thân thể cũng chậm rãi quay lại ánh mắt cùng giang giật đối mặt ôn hòa nói ra, người gọi giang giật, mẫu thân của người gọi y phiêu phiêu. Theo trên danh nghĩa tới nói, ta hẳn là phụ thân của ngươi, mặc dù ta biết. Ngươi rất không muốn nhận ta người cha này, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi sự thật này. Giang giật trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên, hắn nghĩ tới cùng Giang Biệt Ly gặp mặt lúc các loại hình tượng, nhưng không nghĩ tới Giang Biệt Ly câu nói đầu tiên càng như thế trực tiếp, như thế thẳng thắn. Đương nhiên, Giang giật lần này ngạc nhiên rất nhanh biến mất, thay vào đó mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, vẫn như cũ không nói một lời, bình tĩnh nhìn qua Giang Biệt Ly. Giang Biệt Ly nhìn Giang giật một chút, ánh mắt chuyển hướng bầu trời bên ngoài, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tự diếu cười nhạt một tiếng về sau, lần nữa nói ra, Giang giật, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không ta người cha này, có trở về hay không Giang Y Thành nhận chủ quy tông, cũng không quan hệ. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một sự kiện, Giang Y Thành trước kia gọi trấn thành Tây, tại mẫu thân ngươi sau khi rời đi ta tự mình đổi tên. Còn có ngươi xuất sinh ta cũng không cảm kích nếu như ta biết, những năm này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị nhiều như vậy khổ, ân. Ta nói những này ngươi có thể hiểu không? mươi 223, theo luật đáng chém. Giang Biệt Ly sau khi nói xong, ánh mắt lần nữa quét về phía Giang Giật, để hắn có chút thất vọng là, Giang Giật trên mặt không có nửa điểm thần sắc ba động, bình tĩnh lạnh lùng đáng sợ, tựa hồ đang nhìn một người xa lạ. Đợi một hồi, Giang Giật vẫn là trầm mặc Giang Biệt Ly trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, rời đi ánh mắt. Vẻ mặt này bản chưa từng xảy ra trên mặt hắn, hắn cả đời này tình huống như thế nào chưa từng gặp qua trường hợp nào chưa có xem coi như đối mặt trăm vạn đại quân đều mặt không đổi sắc. Giờ khắc này đối mặt giang giật cặp kia lạnh lùng con ngươi, hắn cảm giác có chút không tự tại, dừng một hồi mới lần nữa mở miệng nói, giang giật, ngươi không có gì muốn nói. Giang giật rốt cục có động tác, khóe miệng của hắn khẽ cong, nhếch miệng cười, đem giang biệt ly giật mình, hắn nhìn chằm chằm giang biệt ly đánh giá một hồi lâu, thấy giang biệt ly sắc mặt biến luyến mấy lần, mới hờ hững mở miệng nói, người nói những này, cùng ta. Có quan hệ sao, ách, Giang Biệt Ly sướng sờ, khóe miệng có chút co lại, giống như Giang Nhân Đồ ở nơi này, khẳng định sẽ biết hắn đã đến nổi giận mức cực hạn. Nếu như là những người khác, sợ là Giang Biệt Ly một bàn tay quăng tới, chỉ là đây là con của hắn, hắn rất là ái náy nhi tử, hắn thật đúng là không dám đánh. Giang giật lại trầm mặc để Giang Biệt Ly tức giận đến kém chút thổ huyết, trực tiếp nghĩ quay người phất tay áo rời đi. Cũng may sau một lát, Giang giật mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn là vô cùng lạnh lùng, ta chỉ hỏi ngươi một lần, hỏi ngươi ba cái vấn đề, giống như ngươi không thể trả lời, đời này mời ngươi vĩnh viễn ở trước mặt ta biến mất. Tốt, ngươi hỏi đi, Giang biệt ly nhẹ gật đầu, hắn liền sợ Giang giật trầm mặc không nói lời nào, chỉ cần có thể mở miệng vậy thì dễ làm rồi. Giang giật hờ hững mở miệng, đệ nhất, nàng đối ngươi là có hay không có ân thứ hai, ngươi là có hay không phụ bạc nàng đệ tam nàng rời đi nhiều năm như vậy, ngươi nhưng có tìm kiếm qua nàng. Giang giật ba cái vấn đề rất đơn giản, chỉ cần trả lời phải chăng là được, nhưng Giang biệt ly nhưng lại không biết trả lời thế nào. Hắn trầm ngâm một hồi lâu, mới nói ra, Giang giật, chuyện năm đó người khả năng giải không rõ ràng, sự tình không giống người nghĩ đơn giản như vậy. Giang giật phung tay lên, rất là vô lễ cắt ngang Giang biệt ly, chuyện năm đó ta không muốn biết, người chỉ cần trả lời cái này ba cái vấn đề là được. Giang biệt ly ngượng ngùng ngậm miệng lại, rất nhanh cười khổ nói ra, mẫu thân người đối ta thật có ân, ta cũng hoàn toàn chính xác phụ mẫu thân ngươi, sau đó cũng không có đi đi tìm nàng, bất quá. Ha ha ha, Giang Biệt Ly còn muốn nói nhiều cái gì, Giang giật lại ngửa đầu cười ha hả lần nữa cắt ngang hắn, trên mặt hắn đều là đùa cợt, duỗi ra một cái tay, chỉ phía xa lấy Giang Biệt Ly cả giận nói, Giang Biệt Ly, ngươi còn muốn mặt không nàng đã đối ngươi có ân, vậy ngươi vì sao muốn phụ nàng đã ngươi đều có thể đem chấn thành tây đổi thành Giang Y Thành. Vì sao nhiều năm như vậy không đi tìm nàng đã đều đã nhiều năm như vậy? ngươi một mực không có xuất hiện, ngươi xuất hiện có ý nghĩa gì ta không muốn nói cái gì. Ngươi đi nàng trước mộ quỳ ba ngày ba đêm, ta tự tha thứ ngươi. Còn có, tha thứ ngươi, không phải là nhận ngươi, ta đã từng nói, trước kia ta không có phụ thân, cũng sẽ không có, tương lai lại càng không có. Nói xong, Giang giật quay người dứt khoát rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy âm trầm Giang biệt ly. Đường đường thần võ quốc trấn Tây Vương, thần võ quốc đệ nhất cường giả, đại lục một trong mười đại cường giả Giang biệt ly, Hôm nay thế mà bị người chỉ vào cái mũi mắng, không biết xấu hổ còn muốn hắn quỳ xuống ba ngày ba đêm cái này nếu là truyền đi về sau, khẳng định sẽ khiến thiên hạ một mảnh xôn xao. Giang biệt ly lạ thường không có nổi giận, còn người lấp lóe mấy lần nhìn thấy giang giật biến mất ở phía xa, thật dài thở dài, nhìn qua nơi xa bầu trời xanh lam trong vắt, u u nói ra y phiêu phiêu, con của ngươi cái này tính khí quả nhiên cùng ngươi giống nhau như đúc a, xem ra ta nói cái gì đều vô dụng người đây là cố ý tại dùng hắn trả thù ta sao năm đó thật là ta không đúng nhưng ngươi không làm ra việc như thế ta cũng không phụ ngươi a à. giang giật mắng một trận nội tâm nộ khí ngược lại phát tiết một chút trong lòng nhẹ nhõm thống khoái nhiều hắn ngồi ở bên ngoài một hoa viên trong đình trầm mặc không nói ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì xa 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 sau một hồi lâu một tên ngữ lâm quân đội trưởng tới không người nói đại nhân canh giờ không sai biệt lắm mời theo ta đi quang minh điện bên ngoài chờ nha, Giang giật thu hồi suy nghĩ, sửa sang lại thoáng cái áo bào, miễn cưỡng tỉnh lại một phen, đi theo ngự lâm quân hướng xa xa một cái đại điện đi đến. Đi lại thời gian một nén nhang, Giang giật đi tới một cái siêu cấp đại điện bên ngoài, nhìn xem bên ngoài từng hàng chỉnh tề ngự lâm quân toàn bộ đều là thần du cường giả âm thầm cảm khái, lục đại các nước chưa hầu binh cường mã tráng, thanh long hoàng triều muốn khôi phục thống trị địa vị, gánh nặng đường xa A. Triều hội đã trải qua rồi, Giang giật ở bên ngoài vụng trộm nhìn sang, nhìn thấy rất nhiều từ kim hình trụ, bên trong đại điện rộng lớn đến cực điểm, xa xa nhìn thấy rất nhiều người ở trong đại điện mặt. Tuyên Giang giật yết kiến, đợi gần nửa canh giờ, bên trong rốt cuộc truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, cửa chính một tên thái giám cũng lớn tiếng quát khẽ Tuyên Giang giật yết kiến. Giang giật liền vội vàng đứng lên nhanh chân hướng bên trong đi đến, đi vào chính điện hắn nhìn lướt qua, mới nhìn rõ ràng bên trong cảnh quan. Đại điện này hoàn toàn chính xác rất lớn, khoảng chừng phương viên 200 trượng Bên trong cũng có rất nhiều người, chia làm hai hàng, phân biệt đứng đấy gần trăm người, bên trái đều là quan văn, bên phải thì toàn bộ người mặc chiến khải tướng quân. Giang giật không dám nhìn nhiều, một đường nghiêm mặt theo đỏ thấm thảm hướng phía trước đi đến, ánh mắt dừng lại tại ngay phía trước, tử kim trên đài cao một cái ngồi tại vương tọa phía trên nam tử. Thần võ quốc quốc chủ, Hạ Đình Uy, không có giang giật trong tưởng tượng tử sắc quá độ hôn quân bộ dáng Hạ Đình Uy dáng người khôi ngô, tướng mạo bá khí, mắt hổ bên trong quang mang lập lòe, không giận tự uy, khí thế cùng Giang Biệt Ly không sai biệt lắm, thực lực rõ ràng không tệ, một bộ kiêu hùng bá chủ bộ dáng. Dưỡng rời thể cư rời khí, Hạ Đình Uy trên thân cũng có nhàn nhạt đế vương trị uy, để cho người ta nhìn một chút tự có quỷ bái cảm giác. Thảo dân Giang giật tham kiến vương thượng, Giang giật đi đến chính giữa, phất một cái ống tay áo, một gối quỷ xuống, quát khẽ. Hắn cái này lễ nghi rõ ràng là không đúng, hắn không có bất kỳ cái gì quan tước tại người, theo quy củ là đi đầu dạp xuống đất ba gõ cử bái đại lễ, tiền vạn quán cũng cùng hắn giảng giải những lễ nghi này. Nhưng hắn vẫn là cố chấp đi một cái võ tướng đối mặt quân chủ đơn giản lễ nghi, đây là xem ở chấn hồn thảo mặt mũi, nếu không đoán chừng một gối cũng sẽ không quỳ xuống. Ừ, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều sắc mặt người biến đổi, nhất là những cái kia quan văn càng là mặt lộ tức giận. Một người vượt qua đám người ra, khiển trách, lớn mật, yết kiến ta vương, vì sao không được ba gõ cửu bái đại lễ người đây là đại bất kính theo luật nên chém hừ một vị tóc trắng phơ lão giả cũng đi ra hừ lạnh nói như thế cuồng đồ còn giữ làm gì người tới mang xuống chém quốc chủ hạ đình uy mặt không biểu tình không có biểu lộ bất cứ ý kiến gì đứng ở bên cạnh hắn một tên tóc trắng thái giám nhướng mày hừ lạnh một tiếng phải tay áo một cái hai tên ngự lâm quân lập tức đi tới liền phải đem giang giật kéo xuống chém Chờ chút, bên trái hàng trước một tên người mặc áo giáp tướng quân đột nhiên đứng dậy, hướng Hạ Đình Uy chắp tay sau nói ra, giang giật suốt thân dân gian, không hiểu quy củ, mong rằng vương thượng thứ tội. Bá bá bá, một đám tướng quân cũng đứng dậy, cùng kêu lên quát to, mời vương thượng thứ tội. Giang giật quét qua, phát hiện đám người này không nhận ra cái nào, Giang Biệt Ly cũng không tại, bất quá nghĩ lại nghĩ đến Giang Biệt Ly là trong quân đệ nhất nhân cũng liền bình thường trở lại, võ tướng phái này đều là Giang Biệt Ly thủ hạ, tự nhiên sẽ xin tha cho hắn. Bên trái quan văn bên này cũng đi ra một tên mập, trên thân đều là thịt mỡ, tựa như như một tòa núi nhỏ, dạng như vậy thế mà cùng tiền vạn quán giống nhau đến mấy phần. Hắn hướng vương thượng chắp tay, lúc này mới nhìn qua giang giật cười nói, vương thượng, giang giật mới 16 tuổi, từ nhỏ cơ khổ, không hiểu quy củ, người cũng đừng trách móc. chương 224, chấn hồn thảo không còn. Giang giật đoán không sai, võ tướng phe phái người cơ bản đều dùng giang biệt ly cầm đầu, bình thường đám này võ tướng tại triều sẽ lên đều không thế nào mở miệng. Nhưng hôm nay Giang Biệt Ly tới Vương Thành, giờ phút này con của hắn liền bị chém, tự nhiên không có khả năng không ra mặt. Cái tên mập mập kia cũng chính là tiền gia đương đại gia chủ, hộ bộ thượng thư tiền quý, hắn mặc dù chưa thấy qua Giang Giật, nhưng Giang Giật tư liệu sợ là tại hắn trong thư phòng có mấy đại chồng. Con của hắn mỗi ngày cùng Giang Giật xen lẫn trong cùng một chỗ, thân như huynh đệ, tự nhiên sẽ ra mặt cho Giang Giật xin tha. Nhiều như vậy tướng quân ra mặt, còn có tiền quỹ cái này tiền gia trưởng đại nhân, kia hai tên quan văn không dám nói tiếp nữa, đắc tội một đám tướng quân ngược lại là không có việc gì, đắc tội tiền quỹ bọn hắn sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hừ, đúng lúc này, đứng tại quan văn phía trước nhất một tên tóc bạc trung niên nhân mở miệng, quy củ liền là quy củ, không có quy củ còn thể thống gì vương luật còn cần hay không quốc pháp còn cần hay không lần sau giang giật tại trong vương thành loạn giết người. Các người cũng thay hắn cầu tình nói hắn suốt thân dân gian không hiểu quy củ hoang đường đến cực điểm. Thái sư trường tôn nham, giang giật nhìn lướt qua đi qua, sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, cái này chưa già đã yếu chim sáo đá, thế nhưng là thần võ quốc quốc chủ phía dưới đệ nhất nhân A. Rất rõ ràng, giang giật tại phủ thái tử cùng quốc chiến bên trong chém giết bọn hắn trường tôn ra một chút tộc nhân, để hắn rất là tức giận rồi. Trường tôn nham mới mở miệng, tiền quỹ đều ngượng ngùng ngậm miệng, bên kia võ tướng cũng trầm mặc không nói, hiển nhiên không dám làm tức giận trường tôn nham. Ha ha, đúng lúc này, võ tướng bên kia xếp hạng đệ nhị một người trung niên tướng quân mở miệng, không nghiêm trọng như vậy, giang giật lần này thế nhưng là nước ta đại công thần, triệu kiến hắn cũng là vì khen ngợi hắn vì nước làm vẻ vang, bực này việc nhỏ coi như xong đi, đừng đem việc vui biến thành chuyện xấu. a à, một đám người phát ra một tiếng rất nhỏ kinh dị âm thanh, người này mặc dù mặc tướng quân khải, nhưng xưa nay không lĩnh quân, địa vị tại thần võ quốc lại vô cùng tôn vinh, theo hắn có thể đứng ở hàng thứ hai liền có thể nhìn ra. Chiến gia gia chủ chiến nhất minh. Chiến gia một mực không tranh quyền không đoạt thế, nhưng chiến gia cái tên này bản thân đại biểu cho một loại nào đó quyền thế. Để mọi người kinh dị là, như thế trường hợp chiến nhất minh thế mà mở miệng đây là công nhiên đánh trường tôn nham mặt A. Dĩ vãng trường tôn nham mở miệng, ngoại trừ giang biệt ly bên ngoài, cơ bản không ai dám phản bác. Chiến gia đây là nghĩ từ bỏ trung lập, cùng trường tôn gia đối kháng tiết tấu sao. Tốt, ngồi tại tử kim trên bảo tòa quốc chủ Hạ Đình Huy, đột nhiên mở miệng, hắn khẽ vỗ tay áo nói, một chút chuyện nhỏ nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo giang giật lần này xác thực vì nước làm vẻ vang đừng nói hành lễ coi như không hành lễ chấm cũng sẽ không trách tội ba vui tuyên chỉ đi ngựa lâm quân lui xuống giang giật mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn nội tâm lại là cười lạnh không ngừng cái này quốc chủ lời nói được xinh đẹp vừa rồi làm sao ngay từ đầu không ra ngăn cản cái này rõ ràng là đánh một gậy trùy lại cho một viên kẹo ăn bất quá nghe được tuyên chỉ hai chữ giang giật ngược lại là hưng phấn lên cũng không đi so đo nhiều như vậy, lần nữa một gối quỷ xuống nói, đa tả vương thượng, giang giật thiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, ngô vương chiếu viết, xét thấy giang giật tại quốc chiến bên trong lấy được đệ nhất, vì nước làm vẻ vang, đặc biệt ngự phong long nha tướng quân chức, lĩnh một vạn thần võ doanh, thường phủ tướng quân một tòa, thị nữ một số, tử kim trăm vạn, ngọc thạch. Thần võ quốc ban thưởng rất nhiều, mà lại cũng đổi hứa hẹn, cho một cái long nha tướng quân chi vị. Vẫn là loại kia mang binh một vạn thực quyền tướng quân, đằng sau cũng có một đống lớn thượng vàng hạ cám ban thưởng nghe được giang giật đầu đều choáng khâm thử tại lão thái giám tuyên chỉ hoàn tất về sau toàn bộ người đều nhìn qua giang giật chờ đợi hắn tiếp chỉ tạ ơn giang giật lại choáng váng hắn nháy nháy mắt cũng không có tạ ơn ngược lại nghi ngờ hỏi thăm về đến không đúng tại sao không có chấn hồn thảo cái này ý chỉ có phải hay không tính sai ban thưởng rất nhiều nhưng giang giật cũng không có ở bên trong nghe được chấn hồn thảo ba chữ hắn đi tham gia quốc chiến vì cái gì không phải là vì chấn hồn thảo sao những này thượng vàng hạ cám ban thưởng hắn đều có thể không muốn, liền là không thể không cần chấn hồn thảo a à. Ba ba bá, bá giang giật vừa dứt lời dưới, toàn trường văn thần võ tướng sắc mặt cũng thay đổi, tự liền tiền quỹ chiến nhất minh sắc mặt đều trầm xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng lên trên mặt hạ đình uy nhìn lại. Quả nhiên, phía trên hạ đình uy lạnh lùng hừ một cái, rõ ràng nổi giận. Lớn mật, muốn chết, làm càn, rất nhiều quan văn lập tức lớn tiếng răn dậy, vừa rồi hành lễ không hiểu quy củ coi như xong. Chính thức tuyên chỉ, giang giật không tạ ơn không sao, lại còn hoài nghi ý chỉ tính sai đây chính là nói rõ đánh quốc chủ hạ đình uy mặt, quốc chủ ban thưởng cho ngươi đồ vật, tình cảm ngươi muốn tìm ba lấy bốn A. Không phải, vương thượng, giang giật cũng không có mạo phạm chi ý, giang giật cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng không người hành lễ giải thích nói, giang giật có thể không cần cái này long nha tướng quân chi vị, toàn bộ ban thưởng đều có thể không muốn, nhưng chấn hồn thảo đối ta phi thường trọng yếu, khẩn cầu vương thượng thỏa mãn giang giật cái này tiểu yêu cầu, giang giật tuyệt đối cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hạ Đình Huy nghe xong càng thêm bạo nộ rồi, hư lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy tức giận quát, hư. Long nhà tướng quân chi vị đều có thể từ bỏ ngươi làm chấm triều hội là nhà tròi tiền quỹ người này giao cho ngươi, lần sau còn dám như thế, định giết không tha. Nói xong, Hạ Đình Huy lần nữa hừ lạnh một tiếng, phất tay áo trực tiếp rời đi, không còn có xem giang giật một chút cung tiến vương thượng phía dưới một đám người lập tức kho người đưa cách quốc chủ, trường tôn nham các loại chờ hạ đình uy sau khi đi, cười lạnh nhìn giang giật một chút, dẫn đầu một đám người trực tiếp rời đi. Một đám văn thần võ tướng cũng lắc đầu thở dài nhìn giang giật một chút đi xuống, bọn hắn phi thường tinh tường lần này giống như không phải giang biệt ly nguyên nhân, sợ là giang giật 10 cái đầu đều không đủ chặt. Hiền chất, so tiền vạn quán còn muốn to béo một vòng tiền quỹ đi tới, cười khổ nói ra, ta là tiền quỹ, vạn quán phụ thân, vị này là chiến nhất minh, là chiến vô song phụ thân. Giang giật mặc dù nội tâm cấp bách không thôi, nhưng đối đãi hai vị trưởng bối cũng không dám thất lễ, liền vội vàng không người hành lễ nói tiểu chất bái kiến hai vị bá phụ. Chiến nhất minh đi tới, cũng đầy mặt cười khổ nói ra, Giang giật, người cái này tính khí thế nhưng là cùng mẫu thân người giống nhau như đúc A. Đi, có thời gian đi trong nhà ngồi một chút, lão tiền ngươi cùng Giang giật hảo hảo nói một chút, ta đi trước. Lớn như vậy đại điện rất đi mau rảnh rỗi đung đưa, giang giật có chút cuống lên nhìn qua tiền quỹ nói ra tiền bá phụ kia trấn hồn thảo tiền quỹ khoát tay chặn lại ngân lại giang giật hỏi thăm khe khẽ thở dài nói tốt trên đường rồi nói sau đi theo tiền quỹ đi ra đại điện một cỗ xe ngựa sang trọng rất nhanh chạy tới tiền quỹ mang theo giang giật lên xe ngựa sa phu dương lên roi ngựa hướng hoàng cung ngoài nghề chạy mà đi có thể trong vương cung cưỡi xe ngựa hành tẩu cũng có thể nhìn ra tiền quỹ tại thần võ quốc địa vị bá phụ vừa lên xe ngựa Giang giật vừa vội bách kêu lên, tiền quý khoát tay chặn lại, cho Giang giật rót một ly trà mới nói ra, ta biết, chấn hồn thảo nha, người muốn cứu người thiếu chấn hồn thảo, việc này ta đã biết rất sớm. Ngay từ đầu quốc chiến ban thưởng bên trong cũng hoàn toàn chính xác có chấn hồn thảo, bất quá hôm qua bị người điều dụng. Ai, Giang giật trong nháy mắt như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ, sát khí nghiêm nghị. Thái tử, tiền quỹ lắc đầu thở dài nói, thái tử đón dâu đội ngũ trời sáng liền muốn xuất phát, lần này mang theo rất nhiều xính lễ, hôm qua thái tử đột nhiên đưa ra xính lễ bên trong gia tăng chấn hồn thảo, mà. Việc này quốc chủ thế mà không có phản đối, người tại quốc chiến bên trong sự tình, mặc dù không có chứng cứ, nhưng quốc chủ rõ ràng có chút bất mãn. Sở dĩ người muốn chấn hồn thảo, căn bản là không có hy vọng. chương 225, Giang giật nổi điên, không có hy vọng ha 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 ha. Giang giật đột nhiên cất tiếng cười to, nguyên bản hắn đối thần võ quốc không có cảm tình gì giờ phút này biến thành triệt để chán ghét một cái đường đường đại quốc lại thất tín với hắn thất tín với thiên hạ nếu như nói hạ đình uy không biết hắn muốn chấn hồn thảo vậy cũng thôi biết rõ hắn vì chấn hồn thảo đi tham gia quốc chiến đi liều mạng cuối cùng thế mà bởi vì một chút xíu tư oán bởi vì nhi tử một câu liền đem chấn hồn thảo điều dụng mặt cũng không cần một gốc chấn hồn thảo tại xính lễ bên trong không tính là cái gì tại hắn nơi này lại so long nha tướng quân trọng yếu So một tòa phủ tướng quân, mấy ngàn vạn tử kim trọng yếu. Hạ Đình Huy không biết Hạ Điền là mặt hàng gì thân là quốc chủ. Hắn lại không biết Hạ Điền cùng ân oán của hắn đã Hạ Điền có thể tại quốc chiến nội sát hắn. Vì sao hắn không thể sát vương thất người? Có thể phụ người trong thiên hạ không thể để người trong thiên hạ phụ hắn. Đây chính là đại gia tộc, vương thất bá vương tư tưởng, giang giật xem như triệt để minh bạch. Gia tộc bọn họ con em có thể tùy ý giết người, có thể xem mạng người là cỏ rác. Một khi những này cỏ rác phản kháng, động bọn hắn người, bọn hắn giống như bị làm tức giận như sư tử, xé mở ngụy trang mặt nạ, lộ ra giữ tợn răng nanh, muốn xé rách hết thảy. Đã các người bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Giang giật dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào một câu, quay người cùng tiền quỹ dò hỏi, bá phụ, ngoại trừ vương thất cái này gốc chấn hồn thảo bên ngoài, địa phương khác nhưng có chấn hồn thảo. Trước mắt không có, tiền quỹ lắc đầu nói, vạn quán cùng ta nói qua việc này, ta cũng tự mình truyền lệnh xuống lục đại chư hầu quốc đô điều tra cũng không có chấn hồn thảo tin tức có lẽ hứa thanh long hoàng thất trong bảo khố có bất quá thứ này là linh hồn đại bổ linh dược người cũng biết lăng tuyết công chúa là tu luyện linh hồn cho dù có có thể cũng bị nàng dùng đi dạng này a à, giang giật đôi mắt rất nhanh trở nên kiên định đứng dậy hướng tiền quỹ không người hành lễ trịnh trọng nói ra bá phụ ta nghĩ hồi trở lại học viện một đoạn thời gian vương thành sự tình làm phiền ngươi an bài một chút ừ Tiền quỹ một đôi bị thịt mỡ chèn ép mắt nhỏ lộ ra một tia tinh quang, trầm giọng nói ra, hiền chất, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, vì tiền đồ của ngươi không thể hành động theo cảm tính A. Giang sói tướng quân chi vị thế nhưng là thực quyền tướng quân, hiện thiên hạ sóng ngầm vân dũng, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bộc phát đại chiến, ngươi tiềm tu 10 năm 8 năm lại mang xuất trinh, nhất định có thể xây bất thế chi công, phong vương bái cùng nhau cũng không phải không thể nào sự tình. Đa tạ bá phụ đề điểm Giang giật kiên định nói ra, ta nghĩ hồi trở lại học viện, trước tìm xem Lưu Đại Sư, nhìn xem có thể hay không có những vật khác thay thế chấn hồn thảo. Ở trong học viện tu luyện một đoạn thời gian, chờ thực lực lớn mạnh một chút, lại đến vương thành thiết quản cái này long nha tướng quân chi vị tốt, chỉ là không biết dạng này sẽ hay không cho bá phụ thêm phiền phức. Tiền quỹ uống một gấp nước trà, khoát tay nói, phiền phức cũng không phiền phức, người đạt được thiên thạch muốn mau sớm luyện hóa đề cao thực lực, là có thể lý giải. Vương thượng nơi đó ta sẽ hỗ trợ giải thích, quân bộ bên kia trước giúp ngươi trên danh nghĩa đi, hiền chất đi sớm về sớm. Kia bá phụ ta cáo lui trước, lần sau lại đi phủ thượng hội kiến ngài. Giang giật lần nữa không người hành lễ, tại tiền quỹ sau khi gật đầu, phi thân nhảy xuống lập tức xe, trực tiếp hướng tiềm long các đi đến. Hắn hành tẩu từng bước phạt rất ổn định, lưng như kiếm, trên thân ẩn ẩn có loại quyết nhiên khí tức. Lão đại, thế nào? Trở lại tiềm long các, tiền vạn quán chiến vô song không có gì bất ngờ xảy ra đang chờ hắn trở về, hai người đem giang giật đón vào về sau tiền vạn quán lập tức khẩn trương hỏi giang giật sắc mặt rất bình tĩnh không có vẻ hưng phấn cũng không có vẻ tức giận bưng lên một ly trà nhàn nhạt, nhạt nói ra không thế nào a à, gặp giang biệt ly một mặt cùng hắn triệt để rũ sạch quan hệ lại lấy được một cái long nha tướng quân chi vị mang binh một vạn còn có phủ tướng quân một tòa ban thưởng một số tiền vạn quán cùng chiến vô song liếc nhau đều cảm giác không thích hợp cái trước mắt nhỏ lấp lóe một vòng trầm giọng hỏi chấn hồn thảo đâu giang giật nhếch miệng cười một tiếng rất là rực rỡ bình tĩnh nói ra không còn bị hạ vô hối điều dụng a à, tiền vạn quán cùng chiến vô song đều phát ra một tiếng nhẹ nghệ bọn hắn rốt cuộc biết giang giật vì sao vẻ mặt như vậy hắn đây là đã nổi giận đến cực điểm tựa như trước báo táp bình tĩnh càng như vậy càng để cho hai người cảm giác được đáng sợ giang giật người này điên lên tiền vạn quán đều cảm giác sợ hãi thần quỷ không sợ a à. lão đại người đừng vội luôn có biện pháp ta đi ra ngoài trước thoáng cái. Tiền vạn quán rất nhanh đứng lên, hiển nhiên là xuống dưới dò xét tình huống đi, chiến vô song nhìn qua buông xuống ánh mắt uống trà giang giật, u u thở dài nói, giang giật, đừng nhục chí người cùng vân phỉ không phải nói trời không tuyệt đường người sao tiền đồ đằng đắng, chỉ cần chúng ta cố gắng, luôn có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Không có nhục chí vô song không cần lo lắng cho ta. Giang giật lại cười, để chiến vô song nội tâm lại là càng phát cảm giác bất an. Sau gần nửa canh giờ, tiền vạn quán trở về, sắc mặt rất là ngưng trọng, không chờ hắn nói cái gì, Giang giật trực tiếp mở miệng nói tiền vạn quán, lập tức đưa tin phái người đi hỏi thăm thoáng cái liêu đại sư, chấn hồn thảo có thể hay không dùng những vật khác thay thế giá bao nhiêu vị đều tốt nói, để các ngươi gia tộc người đi nói, muốn phái một cái đầy đủ thân phận người. Cái này ngược lại là dễ làm, ta gia tộc tại học viện còn có mấy cái đạo sư, liêu đại sư biết rõ là gia tộc chúng ta người. Tiền vạn quán nhẹ gật đầu, dò hỏi, lão đại, người cùng ta phụ thân nói, người nghĩ hồi trở lại học viện. Đúng, Giang giật khẳng định gật đầu nói, tại cái này Vương Thành ở không thoải mái, ta trở về luyện hóa thiên thạch. Nha, tiền vạn quán cùng chiến vô song bình thường trở lại, Giang biệt ly tại Vương Thành, hạ vô hối cùng tô như tuyết sẽ tại Vương Thành đại hôn, Giang giật ở lại đây lấy không thoải mái, trở về bế quan một đoạn thời gian cũng tốt. Tiền vạn quán đang chuẩn bị ra ngoài đưa tin cho học viện đạo sư lúc, Giang giật lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, vạn quán. Của ta ngân nguyệt yêu lang chết rồi, giúp ta ở trong học viện làm hai ba khối linh thú phủ đến, quay đầu ta đi trước tam vạn đại sơn làm đành phải linh thú. Cái này đơn giản, tiền vạn quán nhẹ gật đầu, giang giật bản thân liền là linh thú sơn thiên tài học viên, coi như hắn không ra mặt, giang giật chính mình đi làm cũng nhẹ nhõm. Mọi chuyện an bài thỏa đáng, giang giật tiến gian phòng bên trong tiếp tục tham ngộ vô danh công pháp tầng thứ ba. Tề viện trưởng cũng truyền về tin tức, trời sáng tựu lên đường hồi trở lại học viện, các học viên có thể đi theo học viện đại quân trở về, cũng có thể lưu tại Vương Thành. Chiến vô song lo lắng vân phỉ, trong khoảng thời gian này tự nhiên không có khả năng hồi trở lại học viện, hắn tại Vương Thành có thể thông qua chiến gia trinh sát, thời khắc chú ý thiên huyền quốc thế cục. Tiền vạn quán ngược lại là không có việc gì, không yên lòng giang giật, sở dĩ quyết định cùng hắn cùng một chỗ hồi trở lại học viện. Ngày thứ hai học viện đại quân lên đường, mười mấy cỗ xe ngựa hướng phương Nam lao vụt mà đi, có tiền quỹ hỗ trợ giang giật tự nhiên không cần lo lắng vương thành sự tình một đường an tâm cùng tiền vạn quán ngồi ở trong xe ngược, cả ngày đều là lĩnh hội vô danh khẩu quyết ngày thứ ba linh thú phủ đến đồng thời tiền ra tin tức cũng đến liêu đại sư nói rõ bẩm báo thiên nhiên cầu tham có thể dùng trăm năm thay thế thậm chí có thể không cần nhưng tam hoa thất diệp thảo cùng chấn hồn thảo tuyệt đối không thể thiếu nhất là chấn hồn thảo thiếu đi chấn hồn thảo hắn cũng không thể cam đoan giang tiểu nô linh hồn phải chăng xảy ra vấn đề Giang giật nghe nói tin tức này càng thêm trầm mặc, cả ngày đều là ngồi xuống lĩnh hội, cái này vô danh khẩu quyết tầng thứ ba cũng tả môn, tìm hiểu lâu như vậy, hắn thế mà còn là không thu hoạch được gì. Ngày thứ tư, học viện đại quân tại thần võ quốc trung bộ một cái trong thành nhỏ qua đêm, tại hưng đông thời gian, tiền vạn quán rời giường theo thường lệ đi hô Giang giật lúc, lại phát hiện gian phòng bên trong rỗng tuếch, gian phòng bên trong chỉ để lại một tấm tờ giấy. Vạn quán, không muốn dò xét bất cứ tin tức gì của ta, giống như lần này ta không chết, ngày sau lại đem rượu ngôn hoan, cùng một chỗ tung hoành thiên hạ. Nếu như ta chết rồi, kiếp sau ta còn nhận ngươi làm huynh đệ giang giật. Xem hết tờ giấy bên trên nhắn lại về sau, tiền vạn quán kia đầy người thịt mỡ đều rung động, chuyện hắn lo lắng nhất suốt cuộc phát sinh. Giang giật nổi điên, chương 226, hắn muốn đi đoạt chấn hồn thảo. Thế giới này hiểu rõ nhất giang giật người, không phải từ tiểu cùng hắn lớn lên giang tiểu nô, cũng không phải cùng hắn quan hệ mập mờ tô như tuyết, mà là tiền vạn quán. Tiền vạn quán cùng Giang giật thời gian trung đụng không tính quá lâu, chỉ có chừng một năm, nhưng hai người cùng một chỗ kinh lịch rất rất nhiều sự tình, hắn đối Giang giật tính khí bản tính hiểu rõ nhất. Lúc đầu tại Vương Thành hắn cũng cảm giác không đúng, bất quá Giang giật che giấu rất tốt, mượn hồi trở lại học viện đi luyện hóa thiên thạch. Tăng thêm tiền vạn quán nhất thời không nghĩ tới Giang giật hội to gan như vậy, cho tới giờ khắc này nhìn thấy chương này tờ giấy, hắn mới lập tức tỉnh mộ lại. Giang giật xuất sinh thiên võ thành, nhưng hắn đời này sợ là Vĩnh Viễn sẽ không đi cái kia làm hắn thương tâm chi địa. Giang Vân Hải giờ phút này còn sinh tử chưa biết, Giang tiểu nô lại tại trong học viện, hắn càng không khả năng đi Giang Y Thành, thiên hạ phía dưới hắn không chỗ là ra, hắn có thể đi cái nào? Hắn để tiền vạn quán hỏi thăm trấn hồn thảo phải chăng có thể thay thế tin tức, khi biết không thể sau lập tức mất tích, hắn còn muốn mấy cái linh thú phù, kết hợp đủ loại tình huống, hắn đi đâu muốn đi làm gì tựu vô cùng sống động. Hắn muốn đi đoạt trấn hồn thảo hắn muốn tại hạ vô hối phái ra mấy vạn trong đại quân, đem xính lễ cho đoạt, đoạt được chấn hồn thảo sau lại trốn về Linh Sơn học viện, cứu chữa Giang Tiểu Nô. Thần võ quốc lần này phái ra đón dâu đại quân ít nhất có hai vạn người, cũng đều là vương triều bộ đội tinh nhuệ một trong thần võ doanh. Trong quân còn có bao nhiêu thần du cường giả tỏa chấn, tiền vạn quán không biết, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, lần này lĩnh quân tướng quân tuyệt đối là thần du đỉnh phong cấp bậc. Một người muốn đi cướp bóc mấy vạn đại quân. Trước bất luận giang giật có thể thành công hay không, coi như hắn công thành lui thân về sau, thần võ quốc có thể tha cho hắn hạ đình uy mặt mũi để vào đâu hắn cùng giang biệt ly cũng đem triệt để quyết liệt, cùng thần võ quốc triệt để quyết liệt. Điên rồi, biên rồi, tiền vạn quán một thân lưu manh còn tại rung động không ngừng, giang giật phản không phản quốc hắn không thèm để ý, giang giật coi như phản quốc cũng là hắn huynh đệ. Tiền gia có thể hay không bởi vì giang giật liên lụy hắn một điểm không lo lắng, tiền gia thâm hậu như thế căn cơ, căn bản sẽ không bởi vì một sự kiện dung chuyển, hắn cũng không phải lo lắng giang giật an nguy, hắn giờ phút này là bị hành động biên cuồng như thế dọa sợ. Một người đối kháng một quốc gia, giang giật chuyến đi này, đem triệt để là thần võ quốc chỗ không cho, cũng sẽ bị còn lại năm nước chỗ không cho, dù sao không có người thích một tên phản đồ. Coi như linh thú Sơn học viện bức bách tại áp lực cũng không dám thu nhận giang giật, thần võ quốc chính vào tuổi xuân đang độ thời điểm, tổng hợp quốc lực không thể tranh cãi lục quốc đệ nhất tiền vạn quán thế nhưng là phi thường tinh tường hạ đình uy hoành đồ đại trí thế nhưng là một lòng nghĩ nhất thống thiên hạ thành tựu vạn cổ bá nghiệp giang biệt ly cũng nghĩ làm vạn cổ đệ nhất thần phụ trợ hạ đình uy quân lâm thiên hạ giống như giang giật thật dám chặn giết thần võ quốc đón dâu đại quân để thần võ quốc mất hết mặt mũi không nói hạ đình uy giang biệt ly cái thứ nhất hội không cho hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là giang giật có thể chặn giết đón dâu đại quân có thể cướp đoạt chấn hồn thảo sau thành công thoát đi sao Tiền vạn quán trong lòng đáp án là, căn bản không có khả năng, hắn đây là đi chịu chết. Làm sao bây giờ, tiền vạn quán lo lắng trong phòng xoay quanh, đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn mấy lần nghĩ hạ mệnh lệnh, để tiền ra người lập tức tìm tới giang giật, sau đó đem hắn trói về. Nhưng hắn nghĩ đến giang giật dạng này tính cách, nếu là hắn dám nói như thế, giang giật khẳng định sẽ trở mặt, hai người huynh đệ đều không có làm. Ai, lão đại, việc này ta không có khả năng giúp người quá nhiều, hết thảy chỉ có chúc người may mắn, Dòng giã trong phòng chuyển nửa canh giờ, tiền vạn quán mới cắn răng lại định quyết tâm. Đã giang giật đã chuyện quyết định, hắn chỉ có thể tôn trọng quyết định của hắn, đồng thời tại tận khả năng tình huống dưới giúp hắn một chút. Tỷ như, yểm hộ thoáng cái hành tung của hắn, đương nhiên càng nhiều tiền vạn quán không thể sẽ giúp, dù sao tiền ra vẫn là thần võ quốc một phần tử, giang giật không từ mà biệt cũng là không muốn hắn khó làm. Tiền vạn quán rất nhanh an bài, hắn để cho người ta đem cái này gian phòng cùng tiểu viện đều vây lại, tự mình đi cùng tề viện trưởng nói giang giật đang bế quan tại lĩnh hội một loại vô cùng trọng yếu võ kỹ giờ khắc này ở giai đoạn khẩn yếu nhất để mọi người đi trước một bước bọn hắn chế chút hồi trở lại học viện giang giật gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan cả ngày đều trong xe ngựa cùng trong phòng hắn còn có thiên thạch muốn luyện hóa tề viện trưởng bọn người không nghi ngờ lừa dối chỉ là bàn giao hai tiếng tự dẫn người rời đi trước đám người sau khi rời đi tiền vạn quán lập tức triệu tập tiền ra người đem toàn bộ tử lâu cho vây quanh từ lâu trong trong ngoài ngoài đều là tiền ra người bảo đảm một con muỗi cũng đừng nghĩ vào đây tiền vạn quán làm như vậy có thể tốt nhất giúp giang giật kéo dài thời gian che giấu hành tung dù sao hắn điều nhiều người như vậy tại nhà khác thám tử trong mắt rõ ràng là vì bảo hộ giang giật tránh cho bị người ám sát giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều người đang chăm chú giang giật hành tung tỷ như trưởng tôn vô kỵ tỷ như hạ điền tỷ như hạ vô hối lại tỷ như giang nhân đồ giang giật nửa đêm đi thời điểm ra đi còn mặc vào y phục dạ hành che lại mặt không có người phát hiện hắn sở dĩ các gia tộc thám tử đều coi là giang giật còn tại trong tử lâu tu luyện bởi vì tiền vạn quán an bài cũng không có bất kỳ người nào dám vào trong tử lâu dò xét giang nhân đồ gần nhất có chút tâm thần không yên giang biệt ly gặp giang giật một mặt sau khi trở về sắc mặt âm trầm đến đáng sợ nói cái gì cũng không nói cũng không có bản giao bất cứ chuyện gì tại giang giật rời đi vương thành hồi trở lại linh thú sơn học viện lúc Giang nhân đồ nghĩ xin phép một chút Giang Biệt Ly, phải chăng cần phái người âm thầm bảo hộ nhưng Giang Biệt Ly đoạn thời gian gần nhất này vẫn luôn không có vương thành vương phủ, cả ngày đều trong vương cung, Giang nhân đồ căn bản không gặp được. Giang nhân đồ nghĩ đến Giang giật cùng tề viện trưởng bọn người đi cùng một chỗ, hẳn là an toàn vô cùng, cũng không có âm thầm phái người đi theo, chỉ là để Giang ra trinh sát lưu ý hạ Giang giật hành tung. Tiền vạn quán an bài, giúp Giang giật chiếu cố rất lớn, Giang giật tại hoang dã bên trong chạy hết tốc lực một ngày một đêm về sau, đã tới phụ cận một cái đại thành trì, hắn mang lên mặt nạ tiến vào thành nội. Chờ hắn lần nữa ra khỏi thành lúc, dưới thân đã nhiều một thất màu đen cao lớn chiến mã, áo bảo biến thành một thân màu đen chiến khải, bên hông còn treo một thanh trường đao, mang trên mặt quỷ vương mặt nạ, này tấm trang phục sợ là tiền vạn quán nhìn một chút cũng rất khó nhận ra. Chiến mã là tên loại chiến mã, tên là ô vân đạp tuyết, toàn thân đen nhánh, bốn vó như tuyết, hao tốn giang giật 200 vạn tử kim. Loại này chiến mã ngày đi vạn lý, tốc độ nhưng so sánh nhị giai đỉnh phong yêu thú. Ra khỏi thành, Giang giật thẳng tắp hướng phía nam phóng đi, ngày đêm không ngừng nghỉ, mệt nhọc hắn trực tiếp tại trên lưng ngựa đi ngủ đi qua. Hắn hành tàu chính là quan đạo, thần võ quốc quốc lực cường thịnh, hạ đình uy thiết huyết chỉ quốc, trong nước ngược lại là không có xuất hiện cái gì mau tặc giặc cướp. Tăng thêm thân phận của hắn không có bại lộ, một đường lao vụt ngược lại là an toàn vô cùng, mà lại giang giật cưỡi tên loại chiến mã, người mặc đắt đỏ chiến khải, cho người ta ấn tượng là con em của đại gia tộc, bình thường mau tặc làm sao dám nghĩ cách. Ngày thứ 8, vẹn vẹn 8 ngày, Giang Giật Tựu đã tới thần võ quốc phía Nam Cương Vực. Lần trước Giang Giật cưới ngân nguyệt yêu lang mặc dù lượn quanh một vòng lớn, đi đại Hà Quốc lại đường vòng đi Thánh Linh Quốc, cũng hao tốn hơn một tháng thời gian mới từ học viện đuổi tới Vương Thành. Lần này mặc dù là thẳng tắp bôn tẩu, nhưng cũng có thể nói rõ Giang Giật đến cỡ nào liều mạng. Lại hướng Nam liền là Tam Vạn Đại Sơn, vòng qua Tam Vạn Đại Sơn tiến vào Đại Hạ Quốc về sau, chỉ cần 3 ngày liền có thể đến đại hạ quốc phương bắc phương thành hạ vũ thành đón dâu đại quân hẳn là còn cần ba bốn ngày mới có thể đuổi kịp a sang giật cưới ô vân đạp viết chiến mã đứng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên nhìn qua phía trước quần sơn bao la thấp giọng thì thào một tiếng dương lên roi ngựa không có chuyển hướng về phía tây phương nam đoàn hồn cốc chạy đi lại tiến vào đại hạ quốc mà là trực tiếp hướng tam vạn đại sơn chạy đi chương 227, hỏa long kiếm uy lực giang giật vào tam vạn đại sơn tự nhiên là vì tìm kiếm linh thú hắn để tiền vạn quán lấy được ba cái linh thú phù, muốn tuần hóa cao cấp yêu thú vậy thì nhất định phải đến tam vạn đại sơn ô vân đạp viết tốc độ rất nhanh chỉ là nửa canh giờ liền tiến vào trong quần sơn chi chít bất quá tiến vào đại sơn về sau cái này chiến mã rõ ràng tốc độ chậm lại mà lại có chút nôn nóng bất an mặc dù còn tại tam vạn đại sơn biên giới nhưng bên trong truyền đến yêu thú khí tức vẫn là để cái này chiến mã rất là e ngại điều khiển Giang giật quỷ vương dưới mặt nạ con người băng lãnh đến cực điểm, không ngừng vung vẩy roi ngựa khống chế chiến mã tiến lên, lần nữa bôn tẩu một canh giờ, vượt ngang hơn 10 tòa đại sơn, phía trước bắt đầu xuất hiện yêu thú sau mới ngừng lại được. Cái này ô vân đạp tuyết chỉ là một con ngựa, không có bất kỳ cái gì chiến lực, coi như gặp được cấp thấp nhất yêu thú, đều sẽ bản năng e ngại. Muốn dựa vào cái này chiến mã tiếp tục tiến lên là không thể nào, giang giật thân thể vượt qua vọt mà xuống, vỗ vỗ chiến mã cái mông nói, hỏa kế, chính mình đi chơi đi, chúc ngươi may mắn. 200 vạn tử kim danh mã giang giật cứ như vậy phóng sinh, không có một tia lưu luyến, nguyên lực vận chuyển tốc độ cao nhất hướng sâu trong núi lớn chạy đi. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, đón dâu đại quân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới, tiến vào đại hạ quốc sau càng là vùng đất bằng phẳng, mấy ngày liền có thể đến hạ vũ thành, hắn thì càng không có cơ hội. Tiền vạn quán đoán không sai, thật sự là hắn muốn tại trong đại quân cắt xính lễ, đoạt chấn hồn thảo. Hắn là điên rồi, bị hạ đình uy hạ vô hối bước điên rồi, cái này chấn hồn thảo tiến vào đại hạ quốc vương thất về sau, càng thêm không có cơ hội đắc thủ. Lịch sử đại lục bên trên chấn hồn thảo chỉ xuất hiện mấy chục gốc, bỏ qua cái này một gốc, hắn đời này có thể đều không cứu sống Giang Tiểu Nô. Kỳ thật, Giang giật còn có một cái càng thêm an toàn biện pháp, để tô như tuyết hỗ trợ, dù sao cái này xính lễ là vì cưới nàng, nàng mở miệng, đại hạ quốc vương thất chắc chắn sẽ không phật mặt mũi của nàng. Vấn đề Giang giật sẽ khai cái miệng này hiển nhiên sẽ không, hắn muốn cướp chấn hồn thảo, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn muốn đánh hạ đỉnh uy mặt, muốn đánh hạ vô hối mặt, muốn phát tiết nội tâm lệ khí, hắn không cách nào cải biến tô như tuyết vận mệnh, hắn chỉ có hung hăng trả thù hạ vô hối, trả thù thần võ quốc vương thất, hắn muốn để thần võ quốc mất hết mặt. 20 năm trước một trận chiến, Giang Biệt Ly tại đoàn hồn quốc diệt đại hạ quốc mấy chục vạn đại quân, để đại hạ quốc quốc lực trở nên rất là mềm yếu lui, đại hạ quốc cũng vô cùng e ngại thần võ quốc trả thù diệt quốc. Tô Như Tuyết vì Đại hạ Quốc, vì nàng phụ hoàng mẫu hậu tộc nhân chỉ có khuất phục, Giang Giật tôn trọng lựa chọn của hắn, nếu không nếu là nàng bị cưỡng bách lời nói, hắn tuyệt đối sẽ liều chết đi đoạt hôn. Đã muốn cướp, Giang Giật tự nhiên muốn chuẩn bị một vài thứ, hắn mặc dù điên cuồng nhưng không phải, sẽ không ngủ quáng đi chịu chết, sở dĩ. Hắn ngày đêm đi gấp đi tới Tam Vạn Đại Sơn, hưu, mặc dù thân thể cùng linh hồn đều rất là mỏi mệt, nhưng Giang Giật vẫn như cố toàn lực lao nhanh, trên người hắn khí tức cũng không cường đại, như thế tứ không kiêng sợ cuồng sông, tự nhiên kinh động đến phía ngoài cấp thấp yêu thú. Hô hô, một cái nhất giai tê giác loại yêu thú, mạnh mẽ đâm tới mà đến, Giang giật tốc độ không giảm, trong tay Hắc Lân kiếm xuất hiện, tiện tay quét qua kia tê như yêu thú thân thể khổng lồ lập tức một phân thành hai, trong nháy mắt tử vong. Một đường bôn tẩu, một đường chém giết yêu thú, Hắc Lân kiếm là linh khí, nhất giai yêu thú căn bản căn bản ngăn không được, gặp chi hẳn phải chết. Bôn tẩu hai canh giờ, yêu thú dần dần bớt đi nhưng phẩm giai đều cao cơ bản đều là nhị giai yêu thú giang giật bước chân cũng chậm xuống tới nhị giai yêu thú mặc dù hắn có chút chướng mắt nhưng giống như thực lực chịu đựng có được đặc thù thần thông thuần hóa cũng không tệ mà lại hắn cảnh giới còn tại tử phủ cảnh nhị trọng mặc dù nhanh muốn đột phá tam trọng nhưng tốc độ vẫn là quá chậm quá chậm mặc dù hắn lực công kích giờ phút này rất biến thái nhưng không thể không cẩn thận một chút suy suy phía trước trên đại thụ một cái lục sắc thân cây đột nhiên vặn vẹo lên đúng là một đầu cự mãng, cái này mãng xà tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt kia tinh hồng miệng lớn tự gào thét mà đến, muốn đem Giang Giật nuốt sống đi vào. Hỏa Long kiếm, Giang Giật chỗ khu vực miễn cưỡng xem như ba vạn trong núi lớn vây quanh, một đường cũng không có thấy có người, sở dĩ hắn tứ không kiêng sợ lấy ra Hỏa Long kiếm, trong thân thể nguyên lực đổ xuống mà ra, quán chú vào Hỏa Long kiếm bên trong, đột nhiên hướng phía trước vung ra. Ông Hỏa Long kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ đã cường đại đến cực điểm khí tức, kia mãng xà vậy mà bỗng nhiên giữa không trung bất động, bị hỏa long kiếm bên trong khí tức khủng bố chấn áp lại. suy suy, hỏa long kiếm bên trên hồng quang rất nhanh hội tụ thành hai đầu hỏa long gào thét mà ra. lần này hỏa long cùng giang giật lần thứ nhất phóng thích rõ ràng có rất lớn chênh lệch. long thân tựu đạt đến gần dài một trượng, mà lại tại hỏa long xuất hiện một khắc này, phía trước không gian đều tựa hồ bóp méo, bốn phía không gian rõ ràng có thể nhìn thấy một trận liên y dập dờn mà đi, cực kỳ kinh khủng. ầm. Um, hỏa long còn không có động chạm lấy mãng xà kia mãng xà thân hình khổng lồ lập tức bị khủng bố khí kình xoắn nát hóa thành đầy trời mưa máu hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi hai đầu hỏa long tiếp tục hướng phía trước gào thét mà đi phàm là những nơi đi qua đại thụ toàn bộ bị xoắn thành bột mịn cuối cùng hai đầu hỏa long bay vụt ra ngoài gần 10 trượng năng lượng hao hết tan biến ở giữa không trung đậu xanh rau má giang giật thẻ lưỡi hắn dám một thân một mình đoạt chấn hồn thảo chỗ dựa lớn nhất liền là thanh này thánh khí xem ra cái này thánh khí quả nhiên không để cho hắn thất vọng uy lực tuyệt đối không thể so với giang nghịch lưu nhân vương ấn cùng thủy thiên nhu diệt thế ngân quyển yếu cái này thánh khí lớn như thế uy lực thanh long hoàng triều làm sao cam lòng lấy ra giang giật hồ nghi nháy nháy mắt lập tức ánh mắt nhìn về phía chỗ chuôi kiếm hỏa linh châu thì thao chẳng lẽ này hỏa long kiếm trước kia cũng không có uy lực lớn như vậy là bởi vì dung hợp hỏa linh châu mới uy lực tăng gấp bội hỏa linh châu tách ra giang giật ý niệm khóa chặt hỏa linh châu hạt châu bên trên quang mang lóe lên rất nhanh tách ra. Giang giật một tay bắt lấy hỏa linh châu, một tay bắt lấy hỏa long kiếm, lại nếm thử quán chú nguyên lực, kết quả hỏa long kiếm lần nữa phát sáng lên, này hỏa long kiếm không có hỏa linh châu thế mà giống nhau cùng hắn có linh hồn liên hệ, đồng dạng có thể tùy ý thôi động. Giang giật vội vàng toàn lực quán chú nguyên lực, hỏa long kiếm phía trên quang mang rất tránh mau diệu, nhưng rõ ràng không có vừa rồi như vậy quang mang vạn trược, phía trên khí tức cũng yếu đi mấy phần. Uống, Giang giật đối phía trước đột nhiên bổ ra một cái, hỏa long kiếm bên trên hồng quang nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu hỏa long, hướng phía trước gào thét mà đi. Không đúng, như thế nào là một đầu hỏa long mà lại uy lực cũng nhỏ rất nhiều. Giang giật hoàn toàn không có để ý hỏa long đem phía trước một mảnh hoa cỏ cây cối đất đá xoắn thành bột mịt, trong con người đều là kinh nghi, chờ đầu kia hỏa long năng lượng hao hết tan biến, hắn lúc này mới nhanh chóng để hỏa linh châu dung hợp đi vào, lần nữa chém ra một kiếm. Quả nhiên, dung hợp hỏa linh châu về sau hỏa long kiếm khí tức thoáng cái trở nên khủng bố kia hồng quang cũng ngưng tụ thành hai đầu hỏa long uy lực lớn ít nhất gấp đôi nguyên lai là dạng này giang giật trong lòng nghi vấn rốt cục mở ra cái này không trọn vẹn thánh khí uy lực hoàn toàn chính xác không phải quá mạnh đương nhiên so thiên khí khẳng định phải mạnh lên không ít thanh long hoàng triều lúc này mới cam lòng lấy ra làm làm ban thường bất quá một cái vấn đề khác lại ra này hỏa long kiếm dung hợp hỏa long châu về sau uy lực rõ ràng có thể so sánh thánh khí. Giống như đem cấm chế bên trong trận pháp bù đắp, cái kiểu uy lực không phải càng lớn phải biết trong thân kiếm kiện toàn cấm chế chỉ có 5-6 phần 1 trong A, nếu là đem cái khác một mảng lớn bù đắp, này hỏa long kiếm uy lực tuyệt đối có thể nghịch thiên, đây là thánh khí sao. chương 228, Tam Giai Yêu Thú, đi, thánh khí nơi tay, thiên hạ ta có. Giang giật đối với chuyến này càng có lòng tin, có cái này thánh khí lực công kích của hắn tuyệt đối đồng đẳng với thần du cường giả, bất kỳ cái gì một tên thần du cường giả, bị cái này hai đầu hỏa long bắn chúng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, đây là nhân gia đứng đấy bất động cho hắn giết tình huống dưới, thần du cường giả thực lực cường đại, tốc độ dọa người hơn, chính diện giao chiến hắn còn không có phóng thích công kích, nhân gia tựu né tránh. Hưu, Giang giật bắt đầu gia tăng tốc độ, toàn lực hướng sâu trong núi lớn chạy như điên, có như thế thánh khí hộ thân, trên người hắn còn có hơn 10 mai hỏa linh thạch, coi như tao ngộ tam gia yêu thú tính nguy hiểm cũng không lớn, hắn tự nhiên muốn tìm tìm một cái tam gia yêu thú thuần hóa. Phanh phanh, một đường lao nhanh, giang giật một đường tao ngộ nhị gia yêu thú. Mỗi lần hỏa long kiếm vừa ra, cái này nhị gia yêu thú bị hỏa long kiếm khí thế áp bách mạnh mẽ căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết, thánh khí chi uy, bực này cấp thấp yêu thú căn bản không thể chống đối. Hơn hai canh giờ đi qua, giang giật đều không nhớ rõ tao ngộ bao nhiêu yêu thú, ít nhất có hai mươi con trở lên. Giang giật vẫn là không có gặp được hài lòng yêu thú, cũng không có tao ngộ một cái tam gia yêu thú. Sắc trời ảm đạm xuống, giang giật cũng mệt mỏi rất, trời cũng không ngừng bôn ba mấy ngày, hắn có thể chống đỡ đến đã coi như là ý chí lực phi thường cường đại. Hắn chuẩn bị tìm địa phương đi ngủ, chỉ là nơi này là sâu trong núi lớn, ban đêm yêu thú càng nhiều, khắp nơi cũng không an toàn. Dưới mặt đất, giang giật đôi mắt nhất chuyển, nhớ tới tại quốc chiến lúc, hắn dưới đất đào địa động, yêu thú luôn không khả năng theo địa động bò xuống đi đếm trăm mấy ngàn trượng khoảng cách A hắn tìm một cái cửa đại thạch phong, thân thể thật cao nhảy lên, nhảy lên ba bốn trượng khoảng cách, trong tay hắc lân kiếm đột nhiên cắm vào thạch phong bên trong, lần nữa mượn lực hướng lên trên mặt bay vụt mà lên. Tự nơi này, rời đi mặt đất hơn 10 trượng khoảng cách, Giang giật nhanh chóng dùng hắc lân kiếm xoắn động, nhẹ nhõm đào ra một cái lỗ nhỏ, thân thể cũng chui vào. Xuy suy, hắc lân kiếm một đường hướng bên trong xoắn đi, phía trước vách đá lập tức hóa thành từng mảnh bột mịn, Giang giật bắt đầu hướng phía dưới đào đất động, nhân loại khí thức yêu thú mẫn cảm nhất hắn cũng không dám ngay tại cái này thạch phong bên trong chìm vào giấc ngủ hao tốn gần nửa canh giờ giang giật dòng giã đào ngàn trượng địa đạo xuống dưới quanh có khúc khuỷu cho dù có yêu thú lần theo địa động xuống tới cũng muốn tốn hao rất nhiều thời gian mà lại phía dưới địa động càng ngày càng nhỏ yêu thú thân thể phổ biến đều rất lớn căn bản vào không được giang giật không dám đem địa động phong kín bằng không hắn ở bên trong sẽ tươi sống ngạt chết đào xong địa động hắn dùng theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một chút vật nhỏ an trí một chút cơ quan lúc này mới lấy ra thanh thủy lương khô bắt đầu nhai nuốt ăn uống no đủ về sau hắn không còn có tinh lực đi tu luyện lĩnh hội vô danh khẩu quyết ngã trên mặt đất tựu nằm ngáy o o một đêm này giang giật ngủ được rất an bình thậm chí đều không có nằm mơ chỉ là có chút khí muộn một đêm cũng không có yêu thú quấy dậy hắn sáng sớm sau khi đứng lên giang giật ăn một chút lương khô bắt đầu mỗi ngày tu luyện hắn tốc độ tu luyện rất nhanh bởi vì có hai cái tử phủ, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp 10, cho nên mới đi qua hơn một tháng, hắn tự ẩn ẩn có đột phá tử phủ cảnh tam trọng mức cực hạn. Trên người hắn có trí bảo thiên thạch, đáng tiếc không có thời gian luyện hóa, thiên thạch bên trong năng lượng quá cường đại, muốn luyện hóa một viên ít nhất phải thời gian 10 ngày. Tu luyện một canh giờ, hắn theo trong sơn động chui ra ngoài, lần nữa bắt đầu tìm kiếm thích hợp yêu thú. Càng đi trong núi sâu đi, yêu thú cấp bậc càng ngày càng cao, bắt đầu xuất hiện nhị giai đỉnh phong yêu thú sát lục chân ý, đối mặt nhị giai đỉnh phong yêu thú, giang giật không thể không vận dụng đòn sát thủ. Cấp 2 đỉnh phong yêu thú thế nhưng là không giống cấp thấp yêu thú, sắp phải chết mới có thể phóng thích yêu thuật. Càng là cao giai yêu thú phóng thích yêu thuật hậu thân thể cảm giác suy yếu càng yếu, sở dĩ bọn chúng phóng thích yêu thuật tần suất cũng càng cao, không giống cấp thấp yêu thú phóng thích yêu thuật sau chỉ có thể ngồi chờ chết, sở dĩ không đến sắp chết lúc không dám tùy tiện phóng thích yêu thuật. Sát lục chân ý đệ tam trọng, uy lực rõ ràng cường đại không ít. Từ tiền phương một cái tử đồng đại hổ động cũng không dám động đó có thể thấy được, giang giật xác định cái này chiều cao hơn một trượng đại hổ không dám động về sau, thân thể bay đi, lấy ra hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống. ầm um, hai đầu hỏa long gào thét mà ra, đem cái này lão hổ nổ chia năm xẻ bảy liên đới đem bên cạnh một tòa tiểu thạch phong cũng đánh nát. Ưm um, ưm, um, Giang giật rất hài lòng thu hồi hỏa long kiếm, xem tình huống này, hắn sát lục chân ý có thể nhẹ nhõm chân áp tam giai cấp thấp yêu thú, thuần hóa một cái tam gia yêu thú, đối với hắn chiến lực sẽ có rất lớn phụ trợ. Đáng tiếc, hắn dòng dã tại phủ cận chuyển một ngày, đều không có phát hiện một cái tam gia yêu thú. Nhị giai đỉnh phong yêu thú chém giết mười mấy con, không có phát hiện một cái tốc độ nhanh, hoặc là có được đặc thù thần thông yêu thú. Đương nhiên, coi như một chút yêu thú có được thần kỳ yêu thuật hắn cũng không biết, bởi vì hắn căn bản không dám để cho yêu thú phóng thích yêu thuật. Đã qua hai ngày, thần võ quốc đón dầu đại quân sắp đến phía nam cương vực, Giang giật nội tâm nhanh như hỏa phần, hắn lần nữa đào một cái địa động chuẩn bị qua đêm, ám đạo trời sáng buổi sáng trước đó nhất định phải tìm tới một cái linh thú thuần hóa, sau đó thẳng đến Đại Hạ Quốc. Đại Hạ Quốc quốc đô Hạ Vũ Thành, rời đi thần võ quốc chỉ có 3 ngày lộ trình, coi như đón dâu đại quân hành quân chậm hơn một chút, nhưng nhiều nhất 4 năm ngày sẽ đến Hạ Vũ Thành. Hắn nhất định phải tại mấy ngày nay thời gian bên trong tìm cơ hội chặn giết, nếu không đại quân đến Hạ Vũ Thành về sau, hắn đem rốt cuộc không có, có cơ hội. Mà lại hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, hắn cần phải đi một chuyến hỏa vân sơn, để hỏa long châu thôn vệ đầy đủ địa hỏa, không có địa hỏa phụ trợ, hắn dám xung kích đại quân không khác tự tìm đường chết. Ai, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, trời sáng buổi chiều nhất định phải lên đường đi hỏa vân sơn. Giang giật khe khẽ thở dài, nằm trên mặt đất trong động ngủ thật say. Đen nhánh trong sơn động, bốn phía đều là ẩm ướt bùn đất, giang giật như một cái ngủ ở cầu vượt dưới tên ăn mày, co quắp tại một đoàn, trong khoảng thời gian này đến không có thời gian tắm rửa, lại trở nên quần áo tả tơi, dâu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù tựa như một cái dã nhân. Xa xa xa, lúc nửa đêm, một đạo rất nhỏ tiếng vang đem giang giật đánh thức, hắn thân thể thoáng cái bắn ra, con người trở nên sát khí doanh vậy mà, trong tay hỏa long châu quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị công kích. Xa xa xa, thanh âm càng lúc càng lớn, hỏa long kiếm đã ra giang giật trong lòng bàn tay, địa động phía trước đống bùn đột nhiên bạo liệt mà đến, một cái đen nhánh bảng đại yêu thú lộ ra giữ tận đầu cái này yêu thú thế mà không phải theo thông đạo tìm đến mà là theo lòng đất trực tiếp xuyên tới chết giang giật tại thời khắc này đôi mắt cũng biến thành huyết hồng trên thân sát khí bão táp mà ra chấn áp cái này yêu thú một bên khác trên tay hỏa long kiếm lóng lánh ánh sáng đỏ hai đầu hỏa long trên thân kiếm vần quanh xoay quanh liền muốn gào thét mà ra a à, tam gia yêu thú còn có thể đào đất giang giật nhìn thấy cái này yêu thú tại sát lục chân ý. Cùng Hỏa Long kiếm áp chế xuống thân thể lại không có run lẩy bẩy, âm thầm cảm ứng thoáng cái yêu thú khí tức, đôi mắt lập tức sáng lên, có thể đào đất tam gia yêu thú đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Hắn đến Tam Vạn Đại Sơn chính là vì thuần hóa linh thú, cái này đen nhánh đại gia hỏa không phải tốt nhất linh thú sao có thể ở trên thiên nhân chỗ linh thú, đều là tốt nhất đào mệnh công cụ a. tự ngươi, Giang giật khống chế Hỏa Long kiếm bên trên kiếm khí không có bắn đi ra, không ngừng quán chú nguyên lực để hỏa long kiếm cùng sát lục chân ý tiếp tục áp chế cái này yêu thú. Nhanh chóng lấy ra linh thú phù, đánh ra từng cái kim sắc chữ triện, chuẩn bị thuần hóa cái này không biết tên yêu thú. chương 229, thần kỳ linh thú, bò, o, à, bò, o, à. quái thú này phát ra một tiếng như bò hống thanh âm, tại sát lục chân ý cùng hỏa long kiếm song trọng chân áp phía dưới, thế mà còn có thể phát ra âm thanh. Giang giật cũng không quản nó, chỉ cần hắn bất động là được, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt quái thú này. Một khi nó có bất kỳ cử động, tỉ như phóng thích yêu thuật loại hình, hỏa long kiếm sẽ không lưu tình chút nào vỗ xuống. Hắn ma thiên lăng cũng thời khắc chuẩn bị xuất hiện, hắn tự tin cái này yêu thú bị chân áp, tốc độ công kích tuyệt đối không có hắn nhanh. Cũng may cái này yêu thú tựa hồ cũng minh bạch điểm này, một đôi tản ra lam quang lạnh lẽo con ngươi, một mực e ngại nhìn qua giang giật cùng hỏa long kiếm, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, mặc cho giang giật không ngừng dùng linh thú phủ đánh ra ký tự màu vàng. Bò, o, à, bò, o, à mỗi lần đánh ra một chữ phù quái thú này tự trầm hống một tiếng đầu run lên trong mắt e ngại cũng càng ngày càng mãnh liệt theo ký tự màu vàng không ngừng đánh ra giang giật tâm cũng càng ngày càng an định quái thú này trong mắt hung lệ khí tức bắt đầu nhanh chóng biến yếu càng không khả năng phản kháng bò o à, bò o à. vượt quá giang giật ngoài ý liệu tại ký tự màu vàng sẽ đánh xong trước quái thú kia đột nhiên quát to một tiếng thân thể bắt đầu lui nhanh toàn thân sáng lên hào quang màu vàng đất tốc độ tại sát lục chân ý cùng hỏa long kiếm song trọng áp chế xuống, thế mà vẫn không tính là chậm. Hừ, đến miệng thịt mỡ sao có thể để hắn trượt, giang giật hỏa long kiếm bên trên quang mang vừa tăng, hai đầu hỏa long lần nữa du tẩu, kiêu uy áp khí thế càng khủng bố hơn, giang giật thân thể cũng đột nhiên hướng phía trước đuổi theo, một cái tay khác linh thú trên bùa ký tự màu vàng không ngừng hướng quái thú này đánh tới. Bò, o, bò, o, quái thú thân tử không ngừng run rẩy rút đi tốc độ cũng thoáng cái chậm lại, giang giật đôi mắt sáng lên tăng nhanh đánh ra ký tự màu vàng tốc độ ông tại một chữ cuối cùng phù đánh ra một khắc này cái này yêu thú đất trên người tia sáng màu vàng trong nháy mắt sáng rõ đem bốn phía đống bùn chiếu sáng sáng trưng giang giật tại thời khắc này cũng cảm nhận được cùng cái này yêu thú có chút một tia linh hồn liên hệ cái này linh thú một tia nguyên phách thông qua linh thú phủ tiến vào hắn trong linh hồn cái này yêu thú bị thuần hóa thành linh thú thu giang giật đại hỷ linh thú trên bùa quang mang sáng lên cái này yêu thú lập tức hóa thành một đạo hoàng quang biến mất tại linh thú phủ bên trong. Tốt, Giang giật thân thể lui trở về, theo đảo địa đạo bên trong nhanh chóng hướng lên trên mặt chạy đi, rất nhanh chui ra mặt đất, hắn linh thú phủ kim quang lóe lên quát khẽ, ra. Ông, một đạo hoàng quang sáng lên, một cái to lớn tự thú ra trên mặt đất, một đôi hiện ra lam quang con người thân thiết nhìn qua Giang giật, bất quá linh trí nhìn cùng ngân nguyệt yêu lang không sai biệt lắm, rõ ràng không có cái kia ba đuôi tiểu linh hồ như vậy thông linh đây là quái thú gì xuyên sơn thú? Giang giật nghi ngờ nhìn qua trước mắt đại gia hỏa, đây là một cái cùng loại xuyên sơn giáp quái thú, thân thể có dài hai trượt, lớp 12 thước, trên đầu có 6 cái tiêm giác, trên lưng còn có một loạt gai nhọn, cái đuôi rất dài cũng có nho nhỏ gai nhọn. Quái thú này toàn thân đều là màu vàng đất lân giáp hiện ra lãnh quang, tứ chi bên trên chỗ đầu gối cũng có gai nhọn, mỗi cái móng bên trên còn có 4 năm con sắc bén trường câu, đầu nhìn cũng không giống xuyên sơn giáp nhọn, ngược lại giống như là một con trâu cái này trên lưng cốt thứ cũng không tệ, vừa vặn để cho ta ngồi ở giữa. Giang giật nhìn thấy trên lưng một loạt gai nhọn, thân thể bay vọt mà lên, ngồi tại hai cái giải ba thước gai nhọn trung ương, vừa vặn kẹp lại thân tử không lo lắng té xuống. Hắn sờ lên phía trước lạnh buốt gai nhọn, hai tay ôm lấy quát khẽ, đào đất. Bò, o, à, bò, o, à. quái thú quát to một tiếng, trên thân sáng lên hoàng quang, bốn vó hướng phía trước nhảy lên, to lớn đầu đối mặt đất đánh tới trên đầu nó sáu cái độc giác đồng thời sáng lên hoàng quang, tương ánh thành huy. Chuyện quỷ dị xuất hiện, phía trước bùn đất đụng một cái sờ sừng nhọn thế mà lập tức hóa thành bột mịn, quái thú một đường hướng mặt đất phóng đi, phía trước tự động xuất hiện một cái cửa đại thông đạo, quái thú này bốn vó nhanh chóng xê dịch đạp vọt, chỉ là mấy cái trong trước mắt thế mà liền vọt vào lòng đất trăm trượng khoảng cách. Ngoà tao, đây là cái gì yêu thú chẳng lẽ là thái cổ di trùng? Giang giật âm thầm tắc lưỡi, cái này yêu thú trong lòng đất hành tẩu như dẫm trên đất bằng, có cái này tòa kỵ nơi tay dưới đất đào mệnh, bình thường võ giả ai có thể đuổi kịp hắn hắn chỉ cần dùng hỏa long kiếm tùy ý đem phía sau thông đạo hủy đi, đối phương liền muốn một lần nữa khai quật thông đạo đuổi theo. Mặc dù cường giả có linh khí thiên khí khai quật thông đạo sẽ rất nhanh, nhưng có thể nhanh hơn được quái thú này mà lại quái thú này tốc độ, mặc dù so ra kém ngân nguyệt yêu lang, nhưng cũng yếu không được quá nhiều, tuyệt đối là tam gia yêu thú bên trong tốc độ coi như không tệ yêu thú. Đi lên, sang giật cho quái thú này hạ một cái mệnh lệnh, quái thú chuyển hướng hướng lên trên mặt chạy như điên, thế mà còn là không sai biệt lắm thẳng đứng hướng lên trên mặt phóng đi, nếu không phải giang giật bị hai cái cốt thứ kẹp lại sợ là muốn rơi xuống. Bành, phía trên mặt đất đột ngột nổ tung, quái thú phá đất mà lên, đem phụ cận một cái nhị gia yêu thú dọa đến nhanh chóng chạy trốn. Giang giật sờ lấy quái thú này màu vàng đất lân phiến rất là hài lòng gật đầu nói, mặc dù không biết ngươi là cái gì yêu thú, nhưng ngươi đã trở thành của ta linh thú, ta tự cho ngươi lấy cái danh tự, gọi đại hoàng đi bò, o, à, bò, o, à. như thế một cái đại gia hỏa bị giang giật hô hoán cùng một đầu đại cẩu, cái này yêu thú tựa hồ có chút không vui, trầm hống một tiếng biểu thị bất mãn. Ha ha, đại hoàng, đi, đi hỏa vân sơn, linh thú tới tay, giang giật cũng không dám lại chậm trễ thời gian, mệnh lệnh đặt tên là đại hoàng yêu thú về phía tây nam phương hướng chạy như điên. a à, một bôn tẩu giang giật cũng cảm giác không đúng. Cái này yêu thú trên mặt đất hành tẩu tốc độ thế mà trở nên chậm mặc dù cũng xem là tốt, nhưng rõ ràng không có dưới đất nhanh như vậy. Bôn tẩu một khoảng cách, giang giật con người nhất chuyển, quát khẽ, đại hoàng, xuống đất ngọn nguồn đi. Bò, o, à, bò, o, à. đại hoàng trầm hống một tiếng, thân thể hướng dưới mặt đất phóng đi, vừa xông vào dưới mặt đất tốc độ quả nhiên tăng nhanh thêm mấy phần, đem giang giật nhìn trợn mắt hốc mồm, nghĩ mãi mà không ra. Vậy liền dưới đất đi thôi, dạng này an toàn hơn, cũng có thể không cần tuyển đường, thẳng tắp đi tới. Lòng đất mặc dù có chút buồn bực, không khí cũng có chút ẩm ướt nhưng giang giật không cố được nhiều như vậy chờ đại hoàng lao xuống mặt đất trăm trượng về sau giang giật để nó thẳng tắp về phía tây phương nam phóng đi dù sao hành tẩu một khoảng cách lại có thể đi lên xem một chút cũng không còn như lạc đường lòng đất ghé qua tự nhiên an toàn rất nhiều mặc dù dưới mặt đất cũng không phải là không có yêu thú nhưng gần như ít đến thương cảm đại hoàng lại là tam gia yêu thú còn lại yêu thú làm sao dám tới gần giang giật giờ phút này khống chế đại hoàng về phía tây phương nam phóng đi Chẳng khác gì là cùng Tam Vạn Đại Sơn đi ngược lại, cũng sẽ càng ngày càng an toàn. Ngồi tại đại hoàng bên trên rất bình ổn, sau Ngân Nguyệt Yêu Lang thoải mái hơn, bởi vì đại hoàng một mực tại dưới mặt đất ghé qua, bùn đất thạch đầu bị nó gai nhọn đụng chạm lập tức hóa thành bột mịn, căn bản không cần tuyển đường, cũng không có nửa điểm sóc này, cảm giác an vị tại một nhanh di động trên đá lớn. Không tệ, không tệ, Giang giật Bôn tẩu một hồi, hài lòng gật đầu, tại tao ngộ một cái nhất sai dưới mặt đất yêu thú, bị đại hoàng trên đầu độc giác nhẹ nhõm triển thành thịt nát về sau, hắn càng yên tâm hơn. Dưới đất hành tẩu có chút khô buồn bực, chờ một hồi giang giật sứt khoát nhập định, bắt đầu lĩnh hội vô danh khẩu quyết tầng thứ ba. Cái này tầng thứ ba vô danh khẩu quyết vì sao lĩnh hội không được chẳng lẽ là ta lĩnh hội phương hướng sai. Đã tìm hiểu mấy ngày, giang giật vẫn là không có nửa điểm đầu mối, khẩu quyết kia nhìn huyền chi hữu huyền, giang giật bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không lĩnh hội phương hướng sai. Âm thầm quyết định lại lĩnh hội một đoạn thời gian, giống như không được tựu tạm thời không tìm hiểu, trở về sau xem cơ duyên đốn ngộ. chương 230, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tam vạn đại sơn chi nam liền là đại hạ quốc cương thổ, giang giật có được có thể đào đất đại hoàng, từ dưới đất đi căn bản không cần đường vòng, càng không cần lượn quanh một vòng lớn theo đoạn hồn cốc bên trong đi vào đại hạ quốc, thẳng tắp hành tẩu chỉ là một ngày liền tiến vào đại hạ quốc cương vực. Cách mỗi một canh giờ, giang giật sẽ để cho đại hoàng tiếp cận mặt đất, sau đó một mình hắn xông ra bên ngoài, căn cứ tiền vạn quán cho địa đồ, cùng phụ cận địa hình phán đoán chính mình sở tại vị trí. Hỏa Vân Sơn ngay tại Đại Hà Quốc nhất phương Bắc, sở dĩ giang giật chỉ là hao tốn một ngày một đêm thời gian, tự chạy tới phụ cận. Thanh Nguyệt Hồ đến, Hỏa Vân Sơn liền tại phụ cận. Chỉ là không biết đón dâu đội ngũ đến đâu rồi giống như còn không có qua đoạn hồn cốc, cái kia chính là tốt nhất chặn giết địa điểm. Giang giật tại trời tối thời gian, theo một tòa núi nhỏ bên trong chui ra, nhìn qua phía trước như một vòng minh nguyệt hồ nước còn người chuyển động vài vòng thấp giọng thì thào đoạn hồn cốc đích thật là tốt nhất chặn giết địa điểm lần trước trưởng tôn vô kỳ cùng giang nghịch lưu tự phái người kém chút bắt hắn cho ám sát cái kia hẻm núi cực kỳ dài một lần cũng chỉ có thể cho ba chiếc xe ngựa song song đi qua hạ vô hối hai vạn đại quân muốn thông qua đại quân tuyệt đối sẽ theo hẻm núi đầu này kéo đến hẻm núi đầu kia hắn đánh lén chặn giết tính an toàn hội cao hơn chỉ là hắn lẻ loi một mình không có bất kỳ cái gì tình báo trợ giúp chỉ có thể đoán đại khái đón dâu đại quân cụ thể đến đâu rồi hắn căn bản không biết rõ tình hình. Mặc kệ, đi trước làm địa hỏa, không có địa hỏa coi như bọn hắn tại đoạn hồn cốc chờ lấy ta giết, cũng vô dụng. Giang giật đôi mắt trở nên kiên định, thân thể theo bên cạnh địa đạo bên trong bắn ngược mà quay về, vững vàng rơi vào phía dưới đại hoàng trên thân, trầm hậu bằng nhanh nhất tốc độ, về phía tây vừa đi. Bò, o, à, bò, o, à. đại hoàng trầm hậu một tiếng, nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi, lao xuống đi trăm trượng khoảng cách về sau, chuyển hướng về phía tây mới tốc độ cao nhất lao nhanh. Sau nửa canh giờ, Giang giật lần nữa theo mặt đất chui ra, nhìn thấy phía trước một tòa cự đại sơn phong, cảm nhận được trong không khí cực nóng, khóe miệng của hắn lộ ra một tia đắng chát. Mấy tháng trước hắn lẻ loi một mình tới qua nơi đây, còn theo đại hà quốc một tên công tử cùng một đám thần du trong tay cường giả cướp đi một gốc giá trị liên thành hỏa linh chi, giờ phút này trốn cố theo du lịch hắn không có vẻ hưng phấn, ngược lại có một ít nhàn nhạt thất lạc. Hỏa Vân Sơn vẫn là Hỏa Vân Sơn, kia hai cái hỏa phượng đoán chừng cũng còn tại bên trong, chỉ là hắn đã không còn là thì ra là hắn, hết thảy đều trở về không được. Hiu, hắn đem đại hoàng thu nhập linh thú phủ bên trong, thân thể nhanh chóng hướng hỏa vân sơn thẳng tắp bắn tới, chỉ là gần nửa canh giờ tụ sông lên hỏa vân sơn đỉnh. Nhìn qua phía dưới đen nhánh cửa hang, lần này giang giật không có nửa điểm e ngại, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một cái dây thường dài ném xuống, đem một phía này tại trên đá lớn chói chặt, hắn thân thể nhảy lên hướng trong cửa hang nhảy xuống phía dưới có hai cái hỏa phượng, nhưng giang giật trên tay có hỏa long kiếm, còn có hỏa linh châu có thể thích hỏa, càng có sát lục chân ý áp chế, thực sự không hành động dùng hỏa linh thạch, cho nên đối với cái này hai cái hỏa phượng, giang giật cũng không e ngại. Uống, bắt lấy dây thừng, giang giật lấy ra hỏa long kiếm, quán chú nguyên lực đột nhiên hướng trên vách đá đâm tới. Không có nửa điểm ngoài ý muốn, cứng rắn như sát vách đá bị hỏa long kiếm nhẹ nhõm phá vỡ đâm đi vào, hắc lần kiếm chỉ là linh khí không phá nổi vách đá này, thánh khí như thế sắc bén tuyệt không có khả năng không phá nổi. Đi, Giang giật thân thể theo dây thường bay vụt mà xuống, chớp mắt tự hạ xuống ngàn trượng khoảng cách, phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện một cái điểm đỏ, một cỗ gai mũi lưu hình vôi mùi đập vào mặt. Chiêm chiếp, hai đạo to rõ thanh âm vang lên, phía dưới đột một xuất hiện hai cái điểm đỏ, điểm đỏ càng lúc càng lớn, một cỗ nhiệt lãng phiên cổn mà lên, hỏa long kiếm bên trên hỏa linh châu lập tức phát sáng lên, Giang giật thân thể ra ngoài hiện một cái trong suốt vòng bảo hộ, ngăn cách kia kinh khủng nhiệt độ cao. Ha ha ha, Giang giật vốn đang chuẩn bị ném một viên hỏa linh thạch đi xuống, giờ phút này cảm giác được hỏa phượng trên người hỏa diễm nhiệt độ cao căn bản không làm gì được chính mình, đương nhiên sẽ không đi lãng phí hỏa linh thạch. Trong thân thể của hắn nguyên lực điên cuồng vận chuyển, hỏa long kiếm bên trên lập tức quang mang vạn trược, hai đầu hỏa long gào thét mà ra. Chiêm chiếp, hai cái hỏa phượng lúc đầu trong miệng chuẩn bị phun ra hỏa diễm, tại hai đầu hỏa long vừa xuất hiện về sau, lập tức hoảng sợ hướng phía dưới bay đi, bọn chúng đều tại hai đầu hỏa long bên trong cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Xuy suy, hỏa long tốc độ quá nhanh, hai cái hỏa phượng vừa rồi kẻ trước người sau chính như thiểm điện hướng lên trên mặt bay tới, không bao giờ sao có thể lui đến nhanh như vậy sở dĩ hai đầu hỏa long rất dễ dàng đuổi kịp phía trên cái kia hỏa phượng. Chiêm chiếp, cái kia hỏa phượng tuyệt vọng quát to một tiếng, miệng rộng bên trong hỏa diễm cuồng phún mà ra, cùng hai đầu hỏa long đụng nhau mà lên. Oanh, một đạo kinh thiên lừa dối vang, hỏa long cùng hỏa diễm đụng nhau mà lên, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ núi lửa cũng vì đó run lên, một cỗ sóng nhiệt hướng lên trên mặt cùng phía dưới vào tới, giang giật thân thể bị cường đại khí lãng trực tiếp rung ra miệng núi lửa, cái kia hỏa phượng thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xoắn thành bột mịt, một cái khác hỏa phượng tương đối may mắn, nhưng cũng bị cường đại sóng xung kích trùng điệp nện vào phía dưới trong nham tương, dẫn tới nham tương mãnh liệt dập dần. Phốc, giang giật thân thể ở giữa không trung lật ra mấy vòng, trùng điệp đập xuống tại miệng núi lửa, hắn là chủ công bên này, hai đầu hỏa long lực công kích tuyệt đối lỗi nặng cái kia hỏa phượng phun ra hỏa diễm, thậm chí có thể nói nhìn ép đối phương, nhưng hắn vẫn là bị cường đại khí lãng cho chấn đả thương, có thể thấy được vừa rồi bạo tạc uy lực to lớn. Đương nhiên đây cũng là gian giật bản thân thực lực có quan hệ, một cái võ giả cảnh giới càng mạnh, thân thể, tốc độ, phòng ngự cũng sẽ càng mạnh, giống như gian giật giờ phút này cảnh giới là thần du cảnh, hắn tuyệt đối nửa điểm sự tình đều không có dây thường bị cường đại sóng xung kích chấn vỡ giang giật chỉ có thể lần nữa lấy ra một sợi dây thừng ném xuống nuốt một viên liệu thương đan về sau hắn thân thể lại bay vọt mà xuống một cái khác hỏa phượng mặc dù không chết nhưng đoán chừng cũng đã thương nặng hắn căn bản không sợ quả nhiên giang giật bay vọt hạ lòng đất hang về sau nhìn thấy cái kia hỏa phượng toàn thân đều là tiên huyết trên người hỏa hồng lông vũ cũng mất rất nhiều giờ phút này chính chiếm cứ tại nham tương bên trong nhắm mắt lại trên thân lóe lên hồng quang hấp thu bốn phía hỏa diễm, tựa hồ tại mượn nhờ hỏa diễm chữa thương. Chết, Giang giật con người băng lãnh, vung vẩy hỏa long kiếm liền chuẩn bị chém giết lửa này phượng. Bất quá tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới thuần hóa đại hoàng tràng cảnh, tâm niệm vừa động, lửa này phượng bị đả thương nặng, phải chăng cũng có thể thuần hóa. Trên người hắn còn có hai cái linh thú phù, lửa này phượng có thể phun ra hỏa diễm, cũng là tam giai linh thú, mặc dù là tam giai bên trong tương đối thấp cấp, nhưng thuần hóa đối với mình chiến lực khẳng định lại có rất lớn tăng phúc. Thuần hóa, Giang giật càng nghĩ đôi mắt càng sáng, lập tức thả ra sát lục chân ý, đồng thời dùng hỏa long kiếm song trọng chân áp, lấy ra một viên linh thú phủ bắt đầu thuần hóa. Giống như, Giang giật thời khắc này cử động cho linh thú Sơn học viện đạo sư hoặc là tinh anh học viện sau khi thấy, khẳng định sẽ khiếp sợ không gì sánh kịp, sau đó hội mắng to một câu ngớ ngẩn. Giang giật tại học viện hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, rất nhiều thường thức cũng đều không hiểu, tỉ như linh thú chỉ có thể thuần hóa một cái. Giống như thuần hóa hai cái, khác biệt linh thú nguyên phách sẽ tại giang giật trong linh hồn xung kích lẫn nhau, cuối cùng để giang giật linh hồn sụp đổ. Giang giật hỏi tiền vạn quán muốn ba cái linh thú phủ lúc, tự từng có thuần hóa mấy cái linh thú ý nghĩ. Mà tiền vạn quán coi là giang giật hiểu rõ cái này thường thức, dù sao toàn bộ trong học viện trông thấy ai có hai cái linh thú hắn còn tưởng rằng giang giật là dùng đến dự bị, cũng không có nhắc nhở. chương 231, Bạo Bạo Bạo, lòng đất trong nham động, bốn phía đều là nóng hổi nham tương cùng hừng hực địa hỏa, thỉnh thoảng có khói xanh toát ra, rộng lớn hang bị địa hỏa chiếu dọi màu đỏ bừng, sáng như ban ngày. Lăn lộn nham tương bên trên, một cái chiều cao một trường cự điểu chiếm cứ tại nham tương phía trên, thân bên trong lóe lên hồng quang không ngừng hấp thu địa hỏa chữa thương. Một bên khác, một người mặc màu đen hoa lệ chiến khải, mang theo quỷ vương mặt nạ nam tử nửa người chìm vào trong nham tương, một tay cầm một cái hỏa long du tẩu trường kiếm, một cái tay khác bên trong một cái ngọc phù lóe sáng lấy kim quang, từng cái xoay tròn kim sắc tử phủ như hoa tuyết hướng đại điều bay đi, bốn phía còn có vô số địa hỏa hướng cái này nam tử dũng mãnh lao tới, cuối cùng biến mất tại trong thân thể của hắn. Địa hỏa hấp thu rất nhanh, phụ cận nham tương nhanh chóng ngưng kết, gian giật thân thể cũng nâng lên, sừng sững tại màu đỏ nham tương thổ bên trên, hỏa phượng thụ trọng thương, tại sát lục chân ý cùng hỏa long kiếm khí thế áp bách dưới căn bản không động được, thuần hóa phi thường nhẹ nhõm. Chiêm chiếp, theo từng cái ký tự màu vàng không ngừng đánh vào hỏa phượng bên trong, cái kia lúc đầu suy yếu vô cùng nhắm mắt lại hỏa phượng thân thể khẽ run lên phát ra một tiếng to rõ tiếng kêu trên người hung ác bạo ngược khí tức cũng chậm rãi biến mất giang giật đôi mắt phát sáng lên hắn không chút nào biết rõ nguy hiểm tiến đến ngược lại còn có chút ảo não, sớm biết một cái khác hỏa phượng không giết liền tốt cùng một chỗ thuần hóa bình thường thần du cường giả tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hành hạ chết rồi suy suy từng cái ký tự không ngừng đánh ra thuần hóa phi thường thuận lợi rất nhanh tại một chữ cuối cùng phù đánh vào hỏa phượng trong thân thể về sau, toàn bộ hỏa phượng đều sáng lên một đạo hồng quang, giang giật linh hồn bên trong giờ khắc này cũng cùng hỏa phượng có chút một tia tinh thần liên hệ. Ngay một khắc này, giang giật trong đầu đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, toàn bộ linh hồn đều như tê liệt, loại kia đau đớn so lần thứ nhất vô danh công pháp thức tỉnh còn muốn cường đại mấy lần, thân thể của hắn tại nham tương bên trong quay cuồng lên, nếu không có hỏa linh châu hộ thể, sợ là hắn lập tức muốn bị đốt thành hư vô. Chuyện gì xảy ra, Giang Giật rất là kinh hãi, hắn cảm giác có hai loại sức mạnh tại tranh đoạt linh hồn hắn thuộc về quyền, càng làm cho hắn tuyệt vọng là hỏa linh châu kịp thời truyền lại một cỗ năng lượng tới linh hồn bên trong kim quang phóng đại, nhưng lần này năng lượng tựa hồ mất hiệu lực, kia có kịch liệt đau nhức càng ngày càng đau, tựa hồ một giây sau linh hồn của hắn liền muốn một phân thành hai, lập tức sụp đổ. Giang Giật kỳ thật không hiểu, cũng không phải là hỏa linh châu bên trong năng lượng vô dụng, mà là hắn linh hồn này không phải bị ngoại bộ năng lượng công kích mà là linh hồn hắn bên trong, đại hoàng cùng hỏa phượng linh hồn nguyên phách tại lẫn nhau tranh đấu. Hỏa linh châu bên trong không hiểu năng lượng liền giống với một đầu chó giữ nhà, có người ngoài tới nó sẽ hỗ trợ xua đuổi cắn xé, nhưng trong nhà hai đứa bé đang đánh nhau, nó cũng chỉ có thể trơ mắt thấy. Đại hoàng cùng hỏa phượng nguyên phách đều có giang giật linh hồn khí tức, đều là giang giật linh thú, người để nó giúp ai. Hai đứa bé lẫn nhau không nhường nhịn, trong nhà ra tay đánh nhau, tao ngộ liền là giang giật vạn nhất hai đứa bé đem cái này ra nện đến phá thành mảnh nhỏ, giang giật linh hồn cũng sẽ vỡ vụn, đến lúc đó đừng nói có hỏa linh châu hộ chủ, coi như thần tiên cũng khó khăn cứu được. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, như thế thời khắc mấu chốt, hắn không nghĩ biện pháp đem chỉ có một con đường chết. Không có người muốn chết, tại sống chết trước mắt rất nhiều người não hải ngược lại chuyển động thật nhanh, giang giật tại cái này một điện thạch hỏa hoa thời khắc, trong đầu mấy trăm loại suy nghĩ hiện lên, tìm kiếm phá cục biện pháp. Chỉ là, nếu như là tình huống khác ngược lại là dễ làm, linh hồn này huyền diệu nhất, không nhìn thấy sờ không được, giống như không đến tử phủ cảnh còn liền nội thị cũng không thể. Thân thể của nhân loại rất trọng yếu, nhưng linh hồn quan trọng hơn, thân thể tàn phế nhiều nhất là một phế nhân, linh hồn hỏng, đây không phải là đồ đần liền là người thực vật, một cái không tốt còn muốn mệnh về hoàng tuyền. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang giật phát hiện ngoại trừ mượn nhờ ngoại bộ năng lượng tăng phúc linh hồn cường độ, ngăn lại linh hồn bên trong hai loại nguyên phách sao động bên ngoài không còn cách nào khác hắn không phải tu luyện linh hồn cường giả thậm chí đối với linh hồn tu luyện nửa điểm không hiểu tự nhiên không thể tự cứu chỉ có dựa vào ngoại bộ lực lượng vấn đề là hắn không có linh hồn thuốc bổ hỏa linh châu bên trong không hiểu năng lượng là cái thứ tốt đáng tiếc không dùng a à. a à, trong đầu kịch liệt đau nhức càng ngày càng mãnh liệt giang giật tựa như một đầu bị ném vào trong chảo dầu lý ngư tại trong nham động lăn lộn không ngớt từng mảnh từng mảnh nham tương bị hắn quấy bốn phía bắn tung tóe hắn sát lục chân ý đã sớm lui ra nhưng giờ phút này đôi mắt vẫn như cũ đều là tơ hồng thảm như lệ quỷ năng lượng màu đen đúng năng lượng màu đen trong đầu của hắn một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên như thế thời khắc hắn chỉ có dựa vào năng lượng màu đen phá cục năng lượng màu đen này thần kỳ như thế giống như có thể triệu tập một tia vào trong linh hồn nói không chừng liền có thể áp chế linh hồn bên trong sao động chỉ là Năng lượng màu đen giờ phút này toàn bộ tại tiểu tử phủ bên trong, một triệu tập ra, sẽ lập tức chuyển hóa thành năng lượng màu xanh lam, hoàn toàn không có năng lượng màu đen công hiệu, hắn căn bản không dùng đến năng lượng màu đen. Làm sao bây giờ, Giang giật nội tâm nhanh như hỏa thiêu, trong đầu của hắn có một cỗ ý niệm, một cỗ phi thường minh xác ý niệm còn không tự cứu, linh hồn của hắn sẽ sụp đổ, hắn cũng đem vẫn lạc tại cái này hỏa vân sơn núi lửa bên trong. Mặc kệ, sống còn giờ khắc này, giang giật trong đầu toát ra một cỗ điên cuồng suy nghĩ. Hắc sắc nguyên lực đã ra không được, kia chỉ có một loại biện pháp, để hai cái tử phủ nổ tung, một lần nữa lui về chú đỉnh cảnh, như vậy hắn tự lại có thể triệu tập hắc sắc nguyên lực. Ngưng tụ tử phủ rất khó, giống như tử phủ nổ tung, một lần nữa ngưng tụ nói càng khó khăn, mà lại đan điền có thể cũng sẽ bị tạc nứt, thân thể sẽ bị tạc khai, nhưng giờ này khác này hắn còn có thể có biện pháp nào. Lui về chú đỉnh cảnh, về sau còn có thể nghĩ biện pháp lại ngưng tụ tử phủ giống như không tự cứu, hắn sẽ lập tức chết. Nổ đi, nổ đi, Giang giật trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết, đều phải chết hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn phân ra một tia ý niệm yên lặng tại hai cái tử phủ bên trong, trong khống chế năng lượng điên cuồng bắt đầu xung kích tử phủ, để tử phủ nổ tung, lui về chú đỉnh cảnh. Không pháp không niệm, phá nguyên tự lập, tinh thần ánh huy, hỗn độn thiên cơ, đúc cửu dương chi lực. Ngay một khắc này, Giang giật trong đầu đột một hiện lên mười mấy cái chữ tiểu truyện kiểu chữ, hắn toàn thân run lên, mộ vậy mà ở giữa hắn đột nhiên có một loại minh ngộ, tìm hiểu gần 10 ngày vẫn là sờ không được nửa điểm đầu mối vô danh khẩu quyết tầng thứ ba khẩu quyết, đột nhiên bị hắn tìm hiểu. Sai, sai, ta đi thẳng lầm đường, cảm ngộ phương hướng sai, nguyên bản ta vẫn cho là cái này vô danh khẩu quyết tầng thứ ba là phụ trợ tu luyện khẩu quyết, cầu thí. Cái này tầng thứ ba căn bản không phải tu luyện khẩu quyết, mà là cải tạo đan điền tử phủ khẩu quyết, đây là ngưng tạo tử phủ đan điền công pháp. Phá rồi lại lập, muốn ngưng tạo mới tử phủ đan điền, nhất định phải đem nguyên là cho nổ nổ. Vậy liền nổ đi, bạo cho ta bạo bạo, giang giật điên cuồng giống to, hắn trong đan điền hai cái tử phủ ầm vang bạo liệt. Bên trong năng lượng điên cuồng bừng lên, ngưng tụ thành mấy cỗ năng lượng cường đại, tại trong đan điền mạnh mẽ đâm tới, khắp nơi tàn phá bừa bãi, tựa như mấy đầu dao long ở trong biển lăn lột. Giang giật đan điền cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, co rút lại, tựa hồ một giây sau liền muốn nổ tung, đem giang giật cho tươi sống nổ chết tinh thần ánh huy, hỗn độn tiên cơ, đúc cửu dương chi lực, cho ta ngưng, 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 ngưng. Sang giật nội tâm không có bối rối chút nào, giờ này khắc này hắn cũng là cái gì đều không quan tâm, dựa theo hắn cảm mộ vô danh khẩu quyết tầng thứ ba, đem đan điền tử phủ một lần nữa cải tạo ngưng tố. chương 232, Thiên địa dị tưởng, ông, ngay một khắc này, hỏa vân sơn phía trên bầu trời, đột nhiên phong vân tề độc, ước ngoài vạn giảm chín khỏa tinh thần cũng đột một phát sáng lên, chiếu sáng toàn bộ đại lục chín đạo quang mang theo chín khỏa tinh thần phía trên bắn ra mà ra, đâm thủng bầu trời bắn thẳng đến mà xuống, tựa như chín đạo thần quang mang theo không thể bể nghĩa khí thế mà đến, như thiểm điện bắn vào hỏa vân sơn bên trong, không có vào giang giật trong đan điền, biến mất không thấy. Xoạt, toàn bộ đại lục ở trong nháy mắt này ở giữa oanh động. Tất cả kim cương cảnh cường giả toàn bộ bay vụt lên giữa không trung rất nhiều thần du cường giả cũng nhao nhao bay vọt bên trên trên nóc nhà, ánh mắt xa xa hướng hỏa vân sơn phương hướng nhìn lại, trên mặt tất cả mọi người đều là kinh sợ, như thế thiên địa dị tưởng, như thế năng lượng cường đại ba động, đem một đám người đều làm cho sợ hãi. Thần võ quốc vương thành phía trên, Giang Biệt Ly đứng ngạo nghễ hư không, khuôn mặt bên trên đều là chấn kinh cùng hâm mộ, đương nhiên càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Hắn nhìn một trận, vẫn là không hiểu thì thào, thiên địa dị tưởng, pháp tắc tán thành, ban cho tinh thần chi lực cái này là ai đột phá thiên quân cảnh đại hạ quốc không thể nào. Đại Hạ Quốc chỉ có Tô Bình Bình lão quỷ một tên kim cương cảnh, hắn đều hơn 100 tuổi, cái này đều không thể nào đột phá a. Đến cùng là ai là ai? Phía dưới trong cung điện, một người mặc long bào nam tử nhanh chân đi ra, trên người hắn trong lúc vô hình phóng thích ra một cỗ không hiểu khí thế, như là một cỗ hạo nhiên thiên địa chính khí, ép tới bốn phía cung nữ thái giám toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất, đại khí không dám phun ra. Hắn trong con người đều là lăng lệ quang mang, ánh mắt xa xa nhìn qua lăng không đứng thẳng răng biệt ly, trầm giọng hỏi, biệt ly, tình huống như thế nào? hưu, Giang Biệt Ly phẩy tay áo một cái, thân thể bắn ngược mà quay về, vung tay lên sở hữu thái giám cùng cung nữ tất cả lui ra, lúc này mới kinh nghi bất định nói ra, thiên địa dị tưởng, cử thiên tinh thần ban cho thần lực, thiên địa linh khí ba động lợi hại, pháp tắc bị xúc động, nhưng ta cảm giác không giống có người đột phá thiên quân cảnh, mà lại ngoại trừ thủy u lan bên ngoài, hẳn không có trong thời gian ngắn có thể đột phá thiên quân cảnh, thủy u lan giờ khắc này ở tinh vẫn đảo, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Cha, Hạ Đình Huy quát lớn, người tới, đưa tin xuống dưới, phụ cận sở hữu trinh sát lập tức đi điều tra, nhất định muốn đem việc này tra được nhất thanh nhị sở. Tuân mệnh, trong cung điện một đạo hắc ảnh lóe lên, rất nhanh biến mất không thấy. Hạ Đình Huy lúc này mới nhìn qua Giang Biệt Ly bàn giao nói, sự kiện kia trước đừng nhúc nhích, việc này không điều tra tinh tường, chấm nửa đêm đi ngủ đều bất an, nếu là thật xuất hiện một viên thiên quân cấp bậc cường giả, tình thế của đại lục sẽ lập tức cải biến A. Không chỉ là thần võ quốc, đại hà quốc Hà vũ thành trên không một cái tóc trắng rủ xuống tới bên hông lão giả cũng bay vụt lên giữa không trung dừng một chút rất nhanh hướng hỏa vân sơn bay đi hỏa vân sơn phụ cận vài tòa trong thành trì cũng không ít thần du cường giả hướng bên này chen chúc mà tới thiên huyền quốc thánh linh quốc bắc lương quốc bắc mãng quốc thanh long học viện bách hoa học viện kim cương cường giả linh thú sơn ra các thanh vân đại thiện tự cái kia sống mấy trăm tuổi hòa thượng còn có tinh vẫn đảo thủy u lan toàn bộ đã bị kinh động Bình thường võ giả có lẽ chỉ là nhìn thấy mấy đạo thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, cảm giác được thiên địa dị tưởng, chỉ có đạt tới kim cương cấp bậc võ giả mới có thể cảm ứng được thiên địa linh khí ba động, hơn nữa còn là phi thường chấn động kịch liệt. Đương nhiên, kim cương cảnh cường giả không phải thần, ngoại trừ khoảng cách tương đối gần đại hạ quốc vị kia tên là Tô Bình Bình kim cương mạnh mẽ hướng bên này chạy đến bên ngoài, còn lại kim cương cường giả đều không nhúc nhích mà là riêng phần mình phái ra thủ hạ dò xét tình huống. Thủy U Lan mặc dù tu luyện một loại thần kỳ thần thông, có thể ngoài vạn dạng ngưng tụ hư ảnh, nhưng nơi này cách khai tinh vẫn đảo quá xa, nàng cũng xa xôi. Bên ngoài long trời lở đất, còn có rất nhiều người chính nhanh chóng hướng Hỏa Vân Sơn chạy đến. Giang giật không có chút nào biết rõ, thậm chí hắn cũng không biết có mấy đạo quang mang xuất vào hắn trong đan điền, hắn toàn bộ tâm thần đều tại, dựa theo vô danh khẩu quyết tầng thứ ba tại ngưng tố cải tạo chính mình đan điền tử phủ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, phát sinh nhiều chuyện như vậy, kỳ thật liền là trong chớp mắt giang giật lớn nhỏ hai cái tử phủ bạo liệt bên trong dâng trào năng lượng tại trong đan điền tàn phá bừa bãi suýt nữa bạo thể mà chết tại chín đạo tinh thần thần quang tiến vào hắn đan điền về sau hắn dựa theo vô danh công pháp tầng thứ ba khẩu quyết nhanh chóng đem những cái kia minh mông năng lượng ngưng tố ngưng tố kết quả để hắn có chút trợn mắt líu lưỡi hắn hai cái tử phủ biến mất bên trong toàn bộ năng lượng cũng đã biến mất thay vào đó là trong đan điền xuất hiện cửu cái viên cầu đen nhánh viên cầu mỗi một cái viên cầu chỉ có đậu nành lớn như vậy, cửu cái viên cầu tại trong đan điền hiện lên một cái kỳ quái phương vị sừng sững, tựa như giang giật đan điền biến thành hư không, trong hư không xuất hiện cửu cái tinh thần, bất qua cái này cửu cái tinh thần quá nhỏ quá nhỏ, còn lờ mờ tối tăm, căn bản xem không hiểu là cái gì. A, à, các loại chờ trong đan điền đình chỉ ngưng tố, giang giật xác định sẽ không ở biến ảo, hắn bị trong đầu như tê liệt đau đớn đánh thức. Tâm hắn niệm vội vàng yên lặng tại một cái tiểu tinh thần bên trong, để hắn vui mừng chính là, tinh thần bên trong lại là trống rỗng, bên trong có mấy vạn tia hắc sắc nguyên lực. Ra, hắn trong nháy mắt khống chế mấy trăm tia hắc sắc nguyên lực ra, mà cái này hắc sắc nguyên lực sau khi ra ngoài thế mà không còn chuyển đổi thành màu lam nguyên lực, giang giật mừng rỡ như điên, lập tức khống chế cái này mấy trăm tia hắc sắc nguyên lực hướng linh hồn bên trong dũng mãnh lao tới. Ông, toàn bộ linh hồn một trận rung động, hắc quang lóe sáng, linh hồn bên trong sao động quả nhiên yếu đi một tia. Tốt, giang giật đại hỉ, lần nữa triệu tập hắc sắc nguyên lực liên tục không ngừng tràn vào trong đầu, đang tiêu hao giang giật mấy ngàn tia hắc sắc nguyên lực về sau, toàn bộ linh hồn rốt cuộc an định lại, kia hai cái linh thú nguyên phách đều bị trấn áp, không còn sao động. Hô hô, chỉ là như vậy một lát thời gian, giang giật cảm giác tựa như qua mấy cái thế kỷ. Sống sót sau tai nạn hắn cũng không có vui sướng, ngược lại trên mặt đều là lo lắng. Bởi vì hắn đang điền biến dị, là tốt là xấu hắn không biết, mà lại linh hồn hắn cũng cảm giác có một tia có chút biến ảo, cụ thể chỗ nào biến ảo, trước mắt hắn vẫn không rõ sở. Thu, hắn nhanh chóng cây đuốc phượng thu nhập linh thú phủ bên trong, thân thể như dao long xông vào nham tương bên trong, nhanh chóng để hỏa long châu hấp thu hỏa diễm. Trong thân thể của hắn xuất hiện dị biến, hắn nhất định phải nhanh chóng thu thập tốt địa hỏa, sau đó tìm tới một chỗ ẩn núp đi tra xét rõ ràng. Cái này hỏa vân sơn cho hắn cảm giác cũng không an toàn, vừa rồi hắn kém chút tựu chết ở nơi này. Ba nén hương thời gian về sau, Giang giật cảm ứng được hỏa long châu bên trong hấp thu đại lượng địa hỏa, so với lần trước còn nhiều thêm gấp đôi. Hắn thân thể lập tức nổ bắn ra mà lên, giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ một chút hắc sắc nguyên lực, đã lâu bạo nguyên trưởng đột nhiên vỗ xuống, mượn lực phản chấn tiến vào miệng núi lửa. Sau đó hắn dùng hỏa long kiếm đâm vào trong vách đá, mượn lực không ngừng hướng lên trên mặt bay vọt, cuối cùng bắt lấy rủ xuống dây thường ra miệng núi lửa. Hiu hiu hiu, vừa ra núi lửa hắn lập tức cảm giác không đúng, bởi vì phía nam truyền đến từng đợt tiếng xé gió, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn là bị hắn nhào bắt được. Mà lại hắn còn cảm giác được một cỗ khí thức cường đại, đang theo bên này gần lại gần. Có rất nhiều cường giả đang đến gần đi, mặc dù chẳng biết tại sao nhiều như vậy cường giả hướng bên này vào tới, nhưng giang giật vẫn là trước tiên hướng một bên khác phóng đi. Tại hắn một vận chuyển hắc sắc nguyên lực ra chỉ tốc độ lúc, lại đột nhiên cảm giác khác biệt, tốc độ của hắn vậy mà nhanh hơn gấp đôi. Như thế thời khắc, hắn cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, thân thể hướng dưới núi lửa bắn tới, chờ đến phía dưới sau lập tức tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương triệu hồi ra đại hoàng, xông vào lòng đất. Xuống đất mấy trăm trường khoảng cách về sau, hắn còn mạnh hơn vậy mà đánh ra bão nguyên trường, đem thông đạo chấn động đến sụp đổ, một đường bôn tàu, một đường đem phía sau thông đạo toàn bộ thẻ hủy, đi mấy dặm đường về sau, nó lại khống chế đại hoàng tiếp tục hướng lòng đất kín đáo đi tới tiếp theo chuyển hướng hướng đoạn hồn cốc phương hướng bôn tẩu hưu Tại Giang Giật vừa mới đào tẩu không bao lâu, mười mấy tên thần du cường giả chạy tới Hỏa Vân Sơn bên trên, bắt đầu tinh tế dò xét, nhưng bọn hắn ngoại trừ phát hiện một sợi dây thừng bên ngoài, cái gì cũng không có dò xét đến. Chưa tới nửa giờ sau, Đại Hạ Quốc Kim Cương cường giả Tô Bình Bình tới. Một đầu rũ xuống bên hông tóc trắng không gió mà bay, hắn một đôi đục ngầu con người bốn phía quét qua, cẩn thận cảm ứng thoáng cái, rất nhanh hú dài, phụ cận cũng không có cường giả khí tức kia là ai xúc động thiên địa pháp tắc tất cả mọi người cha cho ta, bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều không cần thất lạc, coi như đào ba thước đất cũng phải cấp ta tìm tới người này. chương 233, biến dị, Sang giật vận khí rất không tệ, giống như hắn không phải có được có thể đào đất linh thú, hắn tuyệt đối sẽ bị đại hạ quốc cùng thần võ quốc chen chúc mà đến thám tử phát hiện, giống như hắn cái này đào đất linh thú tốc độ không phải kia nhanh, đoán chừng cũng sẽ rất nhanh bị dò xét đến. Đại hạ quốc tới hơn 10 vị thần du cường giả, bằng nhanh nhất tốc độ tại phụ cận bắt đầu tìm kiếm. Cũng có người phát hiện mấy đầu địa đạo, những người kia theo địa đạo tìm đi, nhưng cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Những địa đạo kia có một đầu là giang giật trước khi đến đại hoàng khai quật, cũng có trước kia tự có thông đạo, giang giật sớm theo mặt khác một cái thông đạo trốn, còn đem thông đạo đánh cho sụp đổ, thử hỏi đám người này sao có thể tìm được. Tô Bình Bình điều tập càng nhiều thám tử đem phụ cận phạm vi ngàn dặm tra xét rõ ràng một lần, xác định không thu được gì về sau chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đại Hạ Quốc thám tử sau khi rời đi, thần võ quốc thám tử tới, các đại các nước chưa hầu ẩn núp trinh sát cũng bắt đầu bốn phía dò xét, rất nhiều người còn tiến vào đại hạ quốc phụ cận trong thành trì, ý đồ dò xét đến một tia dấu vết để lại. Kết cục không cần nói cũng biết, không có người phát hiện bất luận cái gì manh mối, kia cửu thiên tinh thần phía trên bắn xuống chín đạo thần quang, tới đột ngột đi cũng thần bí. Không có ai biết là chuyện gì xảy ra, các thế lực cũng rất nhanh xác định cũng không phải là có người đột phá thiên quân cảnh, xúc động pháp tắc, việc này biến thành một cái không hiểu chi mê, như nghẹn ở cổ họng chiếm cứ tại từng cái trí cường giả quốc chủ trong lòng. Toàn bộ đại lục rất nhanh ồn ào, từng cái trong thành trì người đàm luận nhiều nhất liền là cái này chín đạo thần quang. Rất nhiều người nói là thiên ngoại vẫn thạch, là lưu tinh, rất nhiều người nói là trên trời có thần tiên đánh nhau, cũng có người nói là có một tên ẩn thế trí cường giả đột phá giam cầm, phá toái hư không phi thăng. Việc này người khởi sướng, cũng đồng dạng bị mơ mơ màng màng. Giang giật hoàn toàn không biết tình huống lúc đó, coi như biết rõ đoán chừng cũng không tâm tư suy nghĩ những cái kia hắn giờ phút này xếp bằng ở một cái vạn trường sâu trong động đất ngay tại mặt mũi tràn đầy chua sót nội thị lấy chính mình đan điền hắn đan điền biến dị tử phủ không còn biến thành chín khỏa tinh thần mặc dù đây là dựa theo vô danh công pháp tầng thứ ba cải tạo ngưng tố kết quả nhưng trong lịch sử chưa từng nghe nói ai trong đan điền sẽ xuất hiện chín khỏa tinh thần giống như cái này vô danh công pháp đem hắn đan điền biến thành một cái siêu cấp lớn tử phủ hoặc là biến thành ba cái tử phủ thậm chí tử phủ không còn lui về chú đỉnh cảnh, hắn cũng sẽ không như vậy chấn kinh, lại triệt để biến dị. Người thân thể là căn bản, giống như thân thể đều biến dị, trở nên không giống người, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ khủng hoảng, sợ hãi, mê mang. Tỷ như một người biến dị thành bán thú nhân, coi như để hắn cường đại gấp 10 gấp trăm lần, để hắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, hắn cũng sẽ không vui vẻ, bởi vì hắn trên bản chất đã không phải là một cái hoàn chỉnh người. Đương nhiên, Giang giật tình huống tốt một chút, mà lại hắn từ nhỏ đã là một cái quái thai, cái này khiến trong lòng của hắn năng lực chịu đựng cường đại rất nhiều. Khi còn bé hắn bị người phong ấn, sau đó đã thức tỉnh một bộ quỷ dị công pháp, về sau ngưng kết tử phủ lúc lại xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái tử phủ, sở dĩ giờ phút này đang điền biến thành cái này quỷ bộ dáng, giang giật nội tâm mặc dù có chút bối rối, mê mang, nhưng còn không đến mức rối loạn tất lòng. Không còn tử phủ, ta về sau tu luyện thế nào ta tính là cái gì cảnh giới xếp bằng ngồi dưới đất ngọn nguồn một cái trong động đất, giang giật mê mang thở dài, võ giả cảnh giới đều theo tử phủ bên trong nguyên lực mạnh yếu tính toán. Tử phủ bên trong nguyên lực càng nhiều cảnh giới càng cao, chờ đạt tới tử phủ cảnh đỉnh phong về sau, tử phủ hội chất biến, bên trong dịch thái nguyên lực biến thành trạng thái cố định, ngừng kết xuất thần đan, tiến vào thần du cảnh. Giang giật không có tử phủ, xem ra khẳng định không thể ngưng kết thần đan. Hắn cái này chín khỏa tinh thần cũng không phải thần đan, Giang giật nhìn qua phương diện này tư liệu, thần đan có thể tản mát ra kim sắc quang mang, còn có thể không ngừng xoay tròn, hắn cái này chín khỏa tinh thần ảm đạm vô quang, như cửu đống cướp trâu, thấy thế nào đều không giống thần đan. Đã như vậy, cảnh giới của hắn tự nhiên là không có khả năng dựa theo vốn có võ học hệ thống đi phán định. Nói một cách khác, căn bản không thể biết chính mình là cảnh giới gì, chỉ có thể căn cứ tốc độ, lực lượng lớn khái đi phán định, có thể so sánh cái gì cấp bậc võ giả. Vấn đề ngay tại cái này, Giang giật tại chạy trốn thời điểm, phát hiện tốc độ nhanh gấp đôi, không sai biệt lắm có thể so sánh từ phủ cảnh ngũ trọng võ giả. Mặc dù hắc sắc nguyên lực một mực so màu lam nguyên lực cường đại hơn nhiều, nhưng tốc độ không có khả năng nhanh nhiều như vậy. Màu lam nguyên lực, của ta màu lam nguyên lực đâu? Giang giật còn phát hiện một cái quái dị địa phương, hắn chín khỏa tinh thần bên trong đều có mấy vạn tia hắc sắc nguyên lực, nhưng trước kia hải lượng màu lam nguyên lực lại toàn bộ biến mất không thấy. Hắn thấy bên trong thật lâu, xác định không có tìm được một tia màu lam nguyên lực về sau, Lập tức ngồi xếp bằng nhập định, tu luyện giang thủy quyết. Kết quả, tu luyện dòng dã gần nửa canh giờ, hắn hoảng sợ phát hiện, trong đan điền một tia màu lam nguyên lực đều không có tuôn ra. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta không thể tu luyện? Giang giật lần nữa tu luyện một hồi, vừa cẩn thận dò xét, rốt cục phát hiện vấn đề. Giang thủy quyết có thể tu luyện, nhưng nguyên lực cũng không phải là tại trong đan điền đã tuôn ra, mà là tại bên trái viên thứ nhất tinh thần bên trong tuôn ra, xuất hiện thế mà. Là hắc sắc nguyên lực nhưng là tốc độ tu luyện chậm đi rất rất nhiều, tu luyện lâu như vậy mới xuất hiện ba tia hắc sắc nguyên lực. Thử một chút vô danh công pháp, Giang giật vội vàng chuyển luyện vô danh công pháp, lần này phản ứng rất lớn, bên trái viên thứ nhất tinh thần bên trong nhanh chóng tuôn ra hắc sắc nguyên lực, so Giang thủy quyết dòng dã nhanh gấp 10, cũng chính là cùng có được hai cái tử phủ lúc tốc độ tu luyện không sai biệt lắm. Giang thủy quyết thế mà có thể tu luyện ra hắc sắc nguyên lực còn có. Cái này hắc sắc nguyên lực lại biến thành trạng thái khí nguyên lực, tốc độ lại gia tăng gấp 10. Giang giật đều làm cho hôn mê, thử đi thử lại nghiệm nửa canh giờ, hắn rốt cuộc xác định mấy giờ đệ nhất Giang Thủy Quyết còn là tu luyện, nhưng cùng vô danh công pháp so sánh quá chậm quá chậm. Hắn tu luyện vô danh công pháp, tốc độ cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Còn có linh hồn, Giang giật luôn cảm giác linh hồn xuất hiện một tia dị biến, nhưng cụ thể chỗ đó có vấn đề, hắn lại cảm thấy không ra, liền là cảm giác cùng trước kia không giống với lúc trước. Mặc kệ, về sau đang từ từ tìm tòi đi, dù sao lần này làm không cẩn thận, đều sẽ mệnh về hoàng viên, quản cái này đang điền biến thành cái quỷ gì bộ dáng đâu. Rất rất nhiều nghi hoặc khốn nhiễu giang giật, hắn cũng lười đi quản lười đi muốn. Chỉ ít hắn thực lực vẫn còn, hắn còn có thể giết người, vậy liền đủ. Đi lên, hắn thân thể bay vọt lên bên cạnh đại hoàng trên thân, khống chế đại hoàng hướng mặt đất phóng đi. Theo thời gian tính toán đón dầu đại quân hẳn là qua đoạn hồn cốc, tiến vào đại hạ quốc cương vực bên trong, hắn còn không đi tiếp qua mấy ngày đại quân sẽ đến hạ vũ thành, hắn tự triệt để không có cơ hội. Bò, o, à, bò, o, à. đại hoàng tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chốc lát liền vào tới mặt đất, giang giật phán đoán thoáng cái địa hình, tiếp tục khống chế đại hoàng hướng đoạn hồn cốc gần nhất thành nhỏ phóng đi. Nửa ngày về sau, giang giật tìm được cái thành nhỏ kia, hắn đem đại hoàng thu nhập linh thú phủ. Nghênh ngang tiến vào cái thành nhỏ này, hao tốn vài miếng kim diệp tử, giang giật đạt được một cái thật bất ngờ tin tức. Hạ vô hối đón dâu đại quân cũng không có đến đại Hạ Quốc, thậm chí tiên phong dò đường bộ đội còn không có xuất hiện, nói một cách khác đại quân cũng không có tiến vào đại Hạ Quốc cương vực, còn tại thần võ quốc bên trong. Tình huống như thế nào? Giang giật quỷ vương dưới mặt nạ một đôi mắt đều là nghi hoặc, đương nhiên cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, lập tức ra khỏi thành, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến đoạn hồn cốc. Lớn nửa ngày về sau, hắn đã tới đoạn hồn cốc phụ cận, đón dâu đại quân dò đường bộ đội tiên phong còn không có đến hắn nhanh chóng lượn quanh một vòng, từ đằng xa một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh khống chế đại hoàng chui vào lòng đất, lại chuyển tới đoạn hồn cốc dưới, dưới đất dòng dã bố trí ba canh giờ mới dừng lại. Hắn nhìn qua đoạn hồn cốc lòng đất bốn phương thông suốt thông đạo, hài lòng thì thào một tiếng, ngã xuống đất tựu ngủ, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, có thể hay không cướp được chấn hồn thảo, tựu xem vận khí. chương 234, địch tập, đón dâu đại quân hoàn toàn chính xác còn tại thần võ quốc bên trong, còn là bởi vì giang giật xúc động thiên địa pháp tắc đã dẫn phát thiên địa dị tược đón dâu đại quân mới ngừng lại được nếu không giờ phút này cũng sớm đã tiến vào đại hạ quốc cương vực bên trong chín đạo thần quang xuất vào hỏa vân sơn bên trong đón dâu đại quân lúc ấy ngay tại thần võ quốc nam bộ chính vòng qua tam vạn đại sơn hướng đoạn hồn cốc phương hướng hành quân khủng bố như thế thiên địa linh khí ba động tự nhiên kinh động đến trong đại quân thần du cường giả tội liền hạ vô hối cũng bị kinh động đến hắn trước tiên mệnh lệnh đại quân nguyên địa đề phòng phái ra trinh sát tiến đến dò xét, mà những này trinh sát rất nhanh gặp Hạ Đình Huy phái tới dò xét trinh sát. Các loại chợ tin tức hồi báo tới về sau, Hạ Vô Hối lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân phận của hắn tôn quý, phía trước tình huống không rõ như thế nào dám mạo hiểm vậy mà hành quân ngày đại hôn mặc dù đã sớm định tốt, nhưng Hạ Đình Huy tùy ý một câu liền có thể sửa đổi, an toàn tự nhiên là đặt ở vị thứ nhất. Do xét kết quả, không hề phát hiện thứ gì, Hạ Vô Hối bắt đầu trần chờ bất định lại dò xét hai ngày sau hắn rốt cục không chịu nổi giống như một mực dò xét không ra chẳng lẽ hắn cả một đời đều không đi đại hạ quốc hắn không đi tô như tuyết cái kia mỹ kiều nương làm sao cưới trở về tiếp tục hành quân trinh sát bộ đội trước sau trăm dặm dò xét nửa canh giờ hồi báo một lần long tướng quân người dẫn theo lĩnh hai ngàn người đi gió hè thành đệ trình quốc thư tô địch quốc tướng quân khẳng định lại phái đại quân ven đường hộ vệ ngày thứ tư hạ vô hối ra lệnh đại quân bắt đầu nhanh chóng tiến lên một tên tướng quân xuất lĩnh 2.000 người tại phía trước dò đường, bảo đảm an toàn. Hạ vô hối cưỡi xe ngựa sang trọng phụ cận thần du cường giả nhiều đến trăm người, còn có tinh nhuệ nhất 1.000 binh sĩ toàn bộ trang bị diệt thần nỏ, coi như thần du cường giả tối đỉnh đột kích cũng chỉ có một con đường chết. Còn kim cương cảnh cường giả, đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng sẽ không có người bốc lên đắc tội toàn bộ thần võ quốc nguy hiểm, chém giết hạ vô hối. Không ngừng có trinh sát hồi báo một đường an toàn, đại quân rất mau tiến vào đoạn hồn cốc, hạ vô hối nghe được truyền báo, đoạn hồn cốc trước sau trăm dặm đều không có bất kỳ cái gì võ giả ẩn núp, rốt cục yên tâm. Chỉ cần qua đoạn hồn cốc, liền là đại hạ quốc cương vực, vậy sẽ càng thêm an toàn. Đại hạ quốc phương bắc trọng thành gió hè thành nội chú đóng 30 vạn đại quân, biết được hạ vô hối tới về sau, khẳng định hội phân ra mấy vạn quân đội tới hộ tống, dù sao hạ vô hối chết tại đại hạ quốc, gặp nạn thế nhưng là bọn hắn. Đoạn hồn cốc vẫn là như cũ, âm trầm, lờ mờ tối tăm, trên mặt đất ẩn ẩn có bạch cốt nhìn rất là kinh khủng hạ vô hối ngồi tại xe ngựa sang trọng bên trong trong lòng ẩn ẩn có chút bất an hắn vén lên rèm nhìn xem chung quanh đều là thần du cường giả còn có vô số cấm vệ quân sau có chút giải sầu không bằng hắn vẫn là bàn giao một tiếng tăng tốc hành quân mau chóng thông qua đoạn hồn cốc mệnh lệnh truyền xuống toàn quân bắt đầu gia tăng tốc độ chỉ là cái này đoạn hồn cốc quá nhỏ hẹp con đường cũng gồ ghề nhấp nhô hơn một vạn đại quân muốn thông qua không có hơn nửa canh giờ căn bản làm không được. Phanh phanh phanh, đại quân tề bôn thanh âm, gây nên mặt đất một trận rung động, trên mặt đất trong động mê man giang giật con người cũng đột nhiên mở ra. Hắn cũng không có mạo muội hành động, chỉ là đem lỗ tai dán tại trên vách tường. Hắn không hiểu quân sự, nhưng cũng biết một chút thưởng thức, tỉ như đại quân phía trước sẽ phái ra tiên phong bộ đội dò đường. Quả nhiên, chỉ là gần nửa canh giờ, mặt đất rung động tự biến mất, giang giật căn cứ tiếng bước chân cũng đại khái tính toán một cái, chỉ có 2.000 người từ phía trên thông qua, chân chính đại quân còn tại đằng sau. Sau một canh giờ, tiếng bước chân vang lên lần nữa, giang giật cũng như bị kinh hãi con nhím, lông tơ dựng đứng, cả người như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ, không bằng hắn không dám phóng thích sát khí, sợ bị người ở phía trên phát giác. Phanh phanh phanh, tiếng bước chân rất có quy luật, phía trên quân đội hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, hành quân nghiêm cẩn bất loạn. Giang giật ngồi xổm ở trong động đất, không ngừng theo trong tiếng bước chân âm thầm tính toán thông qua đại quân số lượng. Hắn đào địa động rời đi mặt đất cũng không xa, chỉ có 10 trường, giờ phút này dán vào đống bùn lắng nghe, phía trên thanh âm cũng có thể rõ ràng truyền đến. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, đột nhiên, hắn nghe được một tia mơ hồ bánh xe nhấp nhô âm thanh, cũng cảm giác được xe ngựa này phụ cận võ giả nhiều rất nhiều, rất nhiều người tiếng bước chân cũng so vừa rồi nhẹ một chút. Hạ vô hối, nội tâm của hắn chấn động, trong đôi mắt đằng đằng sát khí bước chân nhẹ võ giả không cần phải nói là thần du hộ vệ, xe ngựa này phụ cận nhiều người như vậy, trong xe ngựa ngồi người thân phận tự nhiên vô cùng sống động. Không thể động, Giang giật cố nén sông đi lên loạn giết một trận xúc động, hắn nói với mình, hắn là đến đoạt trấn hồn thảo, mà không phải đến giết người. Mà lại nhiều như vậy thần du cường giả, tuyệt đối có thần du cường giả tối đỉnh, hắn dám mạo hiểm đầu coi như chém giết hạ vô hối, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Xe ngựa nhanh chóng hướng phía trước chạy mà đi, Giang giật xong quyền nắm chặt, sắc mặt yên lặng tiếp tục chờ đợi. Thời gian một nén nhang về sau, vang lên lần nữa bánh xe âm thanh, hơn nữa còn là ba chiếc xe ngựa, phụ cận hộ vệ cũng rõ ràng nhiều một chút. Giết, Giang giật trên thân sát khí rốt cuộc áp chế không nổi, trong tay hắn một tên linh thú phù phát sáng lên, một cái hỏa phượng gào thét mà ra, hắn quát khẽ, hỏa phượng, phóng thích người hỏa diễm hướng cái thông đạo này bên trong một mực tiến lên 10 dặm đường trình, bất kỳ cái gì chặn đánh nhân loại giết ngươi, ngươi cũng có thể phản kích chém giết chiêm chiếp, hỏa phượng thương thế trên người rõ ràng còn không có khôi phục, nhưng giang giật ra lệnh, nó chỉ có thể u oán thấp giọng kêu một tiếng, trên thân toát ra cuồn cuộn liệt hỏa, hướng đại hoàng sớm đào xong một đầu to lớn thông đạo phóng đi. Giang giật cũng mặc kệ lửa này phượng đến cùng biết hay không mệnh lệnh của hắn, dù sao cũng không trông cậy vào nó có thể chém giết hạ vô hối, nó chỉ là để hỏa phượng đi hấp dẫn hỏa lực chịu chết. Hạ vô hối bên người cường giả rất rất nhiều, giống như phân ra một phần đến chặn giết hắn, hắn sợ là chấn hồn thảo còn không giành được liền bị chém giết hạ vô hối thân là thái tử mệnh của hắn tự nhiên là quý báu nhất sở dĩ hỏa phượng theo thông đạo hướng hạ vô hối bách đi bên kia cường giả hội trước tiên thủ hộ hạ vô hối chém giết hỏa phượng hưu giang giật trong tay hắc lân kiếm xuất hiện thân thể hướng lên trên mặt bắn tới hắc lân kiếm hóa thành hàn quang điểm điểm đem phía trên đất đá toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ hắn thân thể cũng tựa như tia chớp mà lên ừ hỏa phượng vừa xuất hiện phía trên một tên thần du cường giả lập tức cảm ứng được, cho hỏa phượng hóa thành mũi tên theo thông đạo hướng phía trước gào thét mà đi, nó trong thân thể cực nóng hỏa diễm, cũng rất mau đưa phía trên sở hữu quân sĩ kinh động đến. Địch tập, vô số quát lớn tiếng vang lên, rất nhiều quân sĩ thổi lên dài lâu tiếng kèn, cảnh cáo hạ vô hối bên người cường giả. Ừ, hạ vô hối nghe được tiếng kèn, sắc mặt dây lát biến, hắn rất nhanh cảm ứng đến một tia cực nóng khí thức theo lòng đất truyền đến, càng ngày càng nóng, lòng đất rõ ràng có một cái hỏa hệ cường đại yêu thú đang theo hắn tới gần. Điện hạ chớ hoảng sợ, chỉ là một cái tam gia yêu thú mà thôi. Một tên tóc trắng xóa, còng lưng cõng lão thái giám theo xe ngựa cách tầng bên trong dần hiện ra đến, một tay sách theo hạ vô hối bay vụt ra xe ngựa. Kia lão thái giám nhìn phi thường ra, nhưng thực lực rất là cường đại, chân sau ở trên xe ngựa một điểm, thân thể theo vách đá thẳng tắp hướng đoạn hồn cốc phía trên phóng đi, cuối cùng đứng tại phía trên vách đá ngàn trượng phía trên một cái đột trên đá hưu mười mấy tên thần du cường giả cũng nhao nhao nổ bắn ra mà lên lợi dụng binh khí đâm vào trên vách đá dựng đứng không ngừng mượn lực hướng lên trên mới leo lên rất nhanh tại hạ vô hối phụ cận thủ hộ giết còn lại mấy chục tên thần du cường giả thân thể hướng dưới mặt đất bắn tới còn lại cấm vệ quân thì cầm trong tay diệt thần nỏ chia 10 người một đoàn thời khắc ứng phó tình huống ngoài ý muốn phát sinh chương 235, ai cản ta thì phải chết bành bên này hỏa phượng còn không có lao ra chiến đấu còn chưa bắt đầu ba chiếc chứa vô số bảo vật xe ngựa phụ cận mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến, một người mặc màu đen chiến khải, mang theo quỷ vương mặt nạ nam tử nổ bắn ra mà ra. Tại hắn xuất hiện một khắc này, trên thân một đạo hồng quang sáng lên, vô số kinh khủng hỏa diễm từ trên người hắn liên tục không ngừng toát ra, trong nháy mắt đem phía trên mấy chục quân sĩ đốt thành hư vô. Giết, Giang giật ánh mắt quét qua mấy trăm trượng xa ba chiếc xe ngựa, trong đôi mắt sát khí lóe lên, hai chân trầm xuống mặt đất chấn động, hắn hắc lân kiếm hóa thành vạn đạo kiếm ảnh đem phía trước mấy người bao phủ đi vào. Thật can đảm, giết, phụ cận hai ba tên thần du cường giả lập tức bạo hống, ba người thân thể tòng quân sĩ bên trong bay nhảy ra, hướng giang giật mà đến, phụ cận quân sĩ cũng nổi giận ùa lên, muốn đem giang giật phây giết. Hừ, sát lục chân ý, giang giật hừ lạnh một tiếng, trong mắt hồng quang lóe lên, sát khí trên người đổ xuống mà ra, ba vị bay vụt mà lên thần du cường giả tốc độ suy giảm, sắc mặt cũng thay đổi, một người con ngươi nhất chuyển quát lớn sát lục chân ý giang giật ngươi điên rồi sao dám chặn giết thần võ doanh giang giật ngươi muốn phản quốc sao giang giật còn lại hai tên thần du cường giả còn có phụ cận vô số quân sĩ cũng tỉnh ngộ lại cảm mộ sát lục chân ý thế giới này chỉ có một người mà lại giang giật tại quốc chiến bên trong phóng thích kinh khủng hỏa diễm đốt giết rất nhiều người việc này cũng đã sớm lặng lẽ chuyển đến người này là giang giật không sai nhưng giang giật không phải trước đó không lâu mới được phong làm long nha tướng quân sao việc này còn thông báo cả nước Thần võ quốc tướng quân chặn giết thần võ quốc đón dâu đại quân, thái tử điện hạ còn ngay tại trong đại quân rất nhiều mắt người bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên, đều rất là kinh nghi, hoặc là người này căn bản không phải giang giật, hoặc là giang giật điên rồi. Chết, giang giật cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắc lân kiếm biến mất, một cái dài sáu thước trường kiếm màu đỏ ra trong tay hắn, trong tay hắn hắc sắc nguyên lực điên cuồng quán chú, đột nhiên chém ra một kiếm, hai đầu hỏa long mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng phía trước bao phủ đi, A à, hỏa long kiếm uy lực tại sao lại lớn mấy phần? Hỏa long vừa xuất hiện một khắc này, giang giật cũng cảm giác khác biệt. Cái này uy áp rõ ràng mạnh rất nhiều. Hỏa long cũng lớn mấy phần, uy lực không cần phải nói cường đại ít nhất hai thành trở lên. Hắc sắc nguyên lực, hắn nghĩ lại liền hiểu, hắn quán chú chính là hắc sắc nguyên lực. Trước kia hắn dùng tô như tuyết linh khí, quán chú hắc sắc nguyên lực uy lực liền có thể so thiên khí. Giờ phút này hỏa long kiếm là dùng hắc sắc nguyên lực thúc giục, uy lực gia tăng hai thành cũng bình thường thánh khí hỏa long kiếm ba tên thần du trong mắt cường giả hiện lên vẻ kinh hoàng cũng triệt để xác định giang giật thân phận còn lại quân sĩ nhao nhao tỉnh ngộ nhưng đám người nghĩ lùi thời điểm lại phát hiện mềm cả người căn bản không động được tự liền kia ba tên thần du cường giả tốc độ đều chậm mấy lần hỏa long kiếm cùng sát lục chân ý song trọng uy áp phía dưới bọn hắn còn có thể đi đến động đường đã coi như là đáng quý liều mạng ba tên thần du trong mắt cường giả hiện lên một tia kiên quyết trốn là trốn không thoát chỉ có thể liều một phen, ba người đồng thời toàn lực bắn ra một đạo nguyên lực công kích hướng hỏa long đập tới. Phụ cận đều là quân sĩ, nguyên lực công kích cùng hỏa long chạm vào nhau, những người này khẳng định sẽ chết tuyệt. Nhưng giờ này khác này bọn hắn có thể có biện pháp nào, ba người nếu không phóng thích nguyên lực công kích, hỏa long kiếm lực công kích như thế hung tàn, đám người này cũng tương tự muốn chết hết. Xuy suy vù vù, hai đầu hỏa long cùng ba đạo nguyên lực công kích rất nhanh đụng vào nhau, phụ cận sở hữu quân sĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại ầm ầm một đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên bọn hắn đều bị một đạo bạch quang bao phủ đi vào kinh khủng bạo tạc để không gian cũng hơi bắt đầu vặn vẹo phụ cận mấy trăm quân sĩ toàn bộ bị xoắn thành thịt nát cường đại sóng xung kích đem kia ba tên thần du cường giả nổ bay rất ra ngoài trên thân y giáp tầng tầng bạo liệt toàn thân máu thịt be bét vô cùng thê thảm cũng không biết sống hay chết phanh, phanh 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 hậu phương vô số hướng bên này vào tới quân sĩ cũng bị cường đại sóng xung kích chấn bay rất ra ngoài cách đó không xa ba chiếc xe ngựa đều tan thành từng mảnh, từng cái chứa bảo vật hắc thiết cái dương trên không trung lăn lột, giữa sân một mảnh hỗn độn. Ma Thiên Lăng, Giang giật tại bạo tạc một khắc này lập tức lấy ra Ma Thiên Lăng, đem thân thể mình quấn quanh đi vào, một cỗ cường đại sóng xung kích cuốn tới, hắn thân thể bị đánh bay. Sau lưng vào tới mười mấy tên quân sĩ cũng từng mảnh từng mảnh bị đánh bay, càng xa xôi lít nha lít nhít quân sĩ từng mảnh từng mảnh bị đụng vào, loạn thành một đoàn tê giải. Phân chó, mắt thấy là phải tiếp cận chứa xính lễ bảo dương, lại bị đánh bay mấy trăm trượt, giang giật nội tâm giận dữ không thôi. Hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực, bên ngoài cơ thể ma thiên lăng biến mất, hỏa long châu bên trong địa hỏa đổ xuống mà ra, đem bên người mấy trăm tên quân sĩ đốt thành hư vô. Hắn trở tay đánh ra một cái bạo nguyên trưởng, để địa hỏa hướng sau lưng gào thét mà đi, đem mấy trăm tên quân sĩ quét sạch trở ra, cũng không dám lại dừng lại, một bên phóng thích địa hỏa, một bên toàn lực hướng kia hơn 20 cái hắc thiết bảo dương phóng đi hắc thiết bảo dương bên trong không cần phải nói tất cả đều là bảo vật, là cưới tô như tuyết xính lễ, chấn hồn thảo rất có thể liền tại bên trong. Hỏa phượng bên kia không biết tình huống như thế nào, nhưng một cái thổ thương hỏa phượng, tuyệt đối ngăn không được quá lâu, thái tử bên kia thần du cường giả tối đỉnh rất nhanh hội vọt tới, hắn còn không nhanh chóng cầm tới chấn hồn thảo, sợ là muốn đi không được nữa. a à, Giang giật vỗ ra bạo nguyên trưởng, đem một đoàn to lớn địa hỏa nổ tung, đầy trời hỏa diễm bắn ra mà đi mang cho thần võ doanh hủy diệt tính tai nạn. Thần võ doanh là thần võ quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội, quân sĩ thấp nhất đều là chú đỉnh cảnh đỉnh phong, đội trưởng đều là tử phủ cảnh đỉnh phong. Nhưng liền xem như tử phủ cảnh đỉnh phong lại như thế nào có thể đỡ nổi địa hỏa huống chi nơi này vẫn là đoạn hồn cốc, như thế nhỏ hẹp địa hình, bốn phía đều là người, đối mặt vẫn là đầy trời bắn ra mà đến địa hỏa. Giống như địa hỏa đem bọn hắn toàn bộ bao phủ đi vào bọn hắn cảm giác còn tốt bị điểm, bởi vì bọn hắn hội. Trong nháy mắt tử vong, giờ phút này bắn ra thành tiểu hỏa tinh, bắn tại trên người bọn họ lại so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Rất nhiều trên thân người đều bị thiêu đốt ra từng cái huyết động, có đầu người bị bắn trúng, lập tức tử vong. Có nhân cánh tay bị bắn trúng, trơ mắt nhìn xem một đoạn cánh tay bị đốt thành bột mịn, có dưới người thể bị bắn trúng, tiểu đệ đệ chỗ bị đốt ra một cái lỗ thủng to. Tiếng kêu thảm thiết, bạo tiếng giống, hoảng sợ âm thanh, trên mặt đất lăn lộn âm thanh. Các loại thanh âm đan vào một chỗ, đoạn hồn cốc bên trong trở thành địa ngục, tràng diện vô cùng thê thảm nhìn thấy mà giật mình. Ai cản ta thì phải chết, Giang giật toàn thân đều bị địa hỏa bao phủ, đường kính đạt tới hai trượng địa hỏa bao phủ hắn thân thể, để hắn thoạt nhìn như là một tôn hỏa thần. Kinh khủng địa hỏa còn không có tới gần, cũng làm người ta cảm giác được tuyệt vọng, hắn mang theo một đoàn kinh khủng hỏa diễm hướng kia hơn 20 cái bảo dương bắn tới, đôi mắt như máu, lạnh như vạn năm sông băng bạo tiếng giống, vang vọng tại trong hạp cốc, ai cản ta thì phải chết. Ừ, bên này dị biến đã sớm kinh động đến hạ vô hối bọn hắn, hạ vô hối bọn người đứng tại ngàn trượng trên vách đá dựng đứng, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bên kia kinh khủng tiếng nổ cũng chấn động đến bọn hắn mảng nhĩ oanh minh, cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy giang giật thân thể bên ngoài thoát ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Giang giật khi mới xuất hiện, tất cả mọi người tâm đều căng thẳng, còn tưởng rằng có số lớn cường giả đột kích chuẩn bị ám sát hạ vô hối. Nhưng ở hỏa phượng bị hơn 10 người thần du cường giả chém giết về sau, cũng không có phát hiện phụ cận có cái khác yêu thú cùng võ giả, mọi người kéo căng thân thể lúc này mới thư giãn xuống. Ô ô, từng đạo có tiết tấu tiếng kèn vang lên, hạ vô hối bên người một tên thần du đỉnh phong tướng quân biến sắc, trần chờ một trận vẫn là đàng hoàng bẩm báo, điện hạ, bên kia truyền đến tin tức, có một người tại trận giết đại quân, người kia cầm trong tay hỏa long kiếm, có được kinh khủng địa hỏa, sẽ còn sát lục chân ý, nghi là long nha tướng quân. Giang giật, giang giật, hạ vô hối khẽ giật mình, lập tức trên thân dâng lên vô tận sát ý, bạo hống thái sử tướng quân, người lập tức mang 20 tên thần du ngũ trọng cường giả đi qua, phải tất yếu đem cái này nghịch tặc cho ta chém giết. chương 236, vang dội cái tát, thái sử tướng quân tự nhiên là bảy đại siêu cấp thế gia một trong, thái sử gia người, tên đầy đủ gọi thái sử thật, là thần võ doanh thập đại thượng tướng quân một trong, cũng là lần này lĩnh quân chủ soái thần du cường giả tối đỉnh. Có thể ngồi lên vị trí này, thái sử gia gia lực, bản thân hắn thực lực cũng đủ tư cách, trọng yếu nhất chính là hắn đầu óc hiển nhiên dùng rất tốt hắn lần này chức trách là hộ vệ hạ vô hối giang giật chỉ có một người trong mắt hắn lại cường năng mạnh đến mức quá gần hai vạn đại quân mặc dù giang giật thực lực rất cường đại nhưng nhiều như vậy thủ hạ còn cần hắn người cầm đầu này tự mình xuất thủ đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất giang giật thân phận giang biệt ly nhi tử ai dám động đến đây chính là thần võ quốc đệ nhất cường giả quốc tri thủ hộ thần hạ đình uy người tín nhiệm nhất giang nhân đồ mang theo một vạn sát thần vệ đi vạn long cốc trước đó không lâu giang biệt ly lại tự mình đến vương thành gặp giang giật một mặt giang biệt ly phi thường coi trọng giang giật điểm ấy không cần hoài nghi thái sử thật chán sống mới có thể đi động giang giật sở dĩ hắn trần chờ một chút rất thẳng thắn nói ra điện hạ an nguy của ngươi trọng yếu nhất giờ phút này tình huống phức tạp như vậy mà tướng sao dám tự mình rời đi vạn nhất ra chút chuyện mà tướng người cái đầu cũng không đủ chặt a à. thái sử thật cũng không dám động những người còn lại càng thêm không dám động toàn bộ lên tiếng nói, Điện Hạ, Giang Giật chỉ là một người, có thể địch nổi đại quân xin Điện Hạ yên tâm, rất nhanh lại có tin chiến thắng chuyển đến, chúng ta chức trách tại người, không dám lười biếng. Hỗn trướng, Hạ vô hối tức giận đến bốc khói, hắn tự nhiên biết rõ đám người này cố kỵ cái gì, hắn cũng biết Giang Giật có thể tại quốc chiến bên trong lấy được đệ nhất, khẳng định có thủ đoạn lợi hại, người bình thường tuyệt đối ngăn không được hắn. Hắn con người nhất chuyển, hướng bên người lão thái giám mở miệng nói, ngụy công công, người đi đem cái kia nghịch tặc đầu người cho bản điện hạ mang tới, dám can đảm chặn giết đại quân cái này nghịch tặc tội không thể tha. Ngụy công công hiển nhiên là thái tử ám vệ, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp khom mình hành lễ nói, điện hạ, bệ hạ có chỉ, lão nô không được rời đi điện hạ 10 bước, không có bệ hạ ý chỉ, lão nô tuyệt đối không thể rời đi. Hỗn chướng, đều là hỗn chướng, hạ vô hối giận điên lên, chỉ có thể để thái sử thật triệu tập nhân thủ vây giết giang giật. Lần này thái sử thật ngược lại là không dám kháng mệnh, chỉ cần không phải hắn động thủ chém giết Giang Giật, Giang Biệt Ly truy cứu xuống tới sẽ chỉ tìm thái tử phiền phức, liên quan đến hắn cái dằm ấy, lập tức quát lớn truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết đột kích người. Thái sử thật thoáng cái lệnh, Giang Giật bên này chiến đấu càng thêm thảm thiết, lúc đầu vô số quân sĩ đều bị Giang Giật giết bể mật, giờ phút này quân lệnh thoáng cái, chống trận vừa vang, toàn bộ đều không cần mệnh hướng Giang Giật dũng mãnh lao tới. Chết, ai cản ta thì phải chết, Giang Giật liều mạng, căn bản không sợ tiêu hao địa hỏa, không ngừng khống chế địa hỏa tuôn ra, tại thân thể ngoại hình thành một cái vòng lửa. Những cái kia chen chúc mà đến quân sĩ, còn không có tới gần tựu bị cực nóng hỏa diễm đốt lên trên người y giáp, từng mảnh từng mảnh bị đốt giết. Mặc dù như thế, đại quân vẫn là liên tục không ngừng vào tới, có thể thấy được thần võ quốc trị quân chi nghiêm. Ngắn như vậy thời gian, Giang Giật đã đốt giết ít nhất 2.000 người, hắn cùng kia hơn 20 bảo dương khoảng cách cũng kéo đến mấy chục trường. Vù vù, rất nhiều thần du cường giả chen chúc mà đến, vô số nguyên lực công kích mà tới. Nhưng giang giật bên ngoài cơ thể có địa hỏa vần quanh, những cái kia nguyên lực công kích chỉ có thể đem địa hỏa cho nổ bay, ngược lại đả thương càng nhiều quân sĩ. Đương nhiên, liên tục không ngừng nguyên lực công kích, cũng làm cho giang giật địa hỏa như như nước chảy tiêu hao hết. Chết, giang giật thân thể cuồng sông, nhìn thấy phía trước có 6-7 thần du cường giả không ngừng phóng thích nguyên lực công kích, trong tay hỏa long kiếm lập tức phát sáng lên, hai đầu hỏa long theo địa hỏa bên trong bay ra, liên đới đem phía trước địa hỏa mang theo hướng đám người đối diện gào thét mà đi. A, à, kêu thảm liên miên tiếng vang lên, phía trước lít nha lít nhịt đám người, tại hỏa long cùng địa hỏa gào thét qua đi, bị trống rỗng một mảnh, kia bảy tám tên thần du cường giả cũng bị thiêu chết bốn năm người, mấy người còn lại ngược lại là lui đến đầy đủ nhanh, không có thụ thương. Không ngăn được, mấy cái kia rút đi thần du cường giả liếc nhau, âm thầm kinh hãi, giang giật địa hỏa không tiêu hao xong, hắn liền là vô địch, sông đi lên người chỉ có chịu chết, trừ phi có thần du thất bát trọng, hoặc là thần du đỉnh phong võ giả xuất thủ. Quân lệnh như núi, nhưng đối mặt căn bản là không có cách chiến thắng địch nhân, ai cũng không muốn chết, đều sẽ bản năng e ngại, sở dĩ mấy người có chút không dám vọt lên. Hưu, Giang giật mang theo trùng thiên hỏa diễm nổ bắn ra mà đến, mấy tên thần du cường giả bản năng lần nữa lui lại, bọn hắn vừa lui, còn lại quân sĩ càng thêm sợ hãi đi theo lui lại, toàn bộ nhân vọng lấy Giang giật ánh mắt cùng địa ngục ác ma không khác. Bảo Dương, Giang giật rốt cục thành công vào tới cái dương phụ cận, trên người địa hỏa nhanh chóng bị hỏa linh châu hấp thu, hắn hỏa linh châu cũng nhanh chóng sáng lên, một đường cuồng sông, một đường đem những cái kia cái dương thu nhập hỏa linh châu bên trong. A, các loại chờ Giang giật thu 10 cái cái dương về sau, người phía trước mới tỉnh mộ tới. Nhìn thấy Giang giật trên thân không có địa hỏa, lập tức nổ bắn ra mà đến, bởi vì phụ cận đều là chứa xính lễ cái dương, ai cũng không dám phóng thích nguyên lực công kích, chỉ có thể liều mạng tới gần hư, sát lục chân ý, giang giật sát khí trên người lần nữa phóng thích mà ra, áp chế mọi người tốc độ, hỏa long kiếm cũng phát sáng lên, phía trên kinh khủng uy áp bị hù mọi người thân thể run lên. Hắn nhanh chóng chấp động, hỏa linh châu quang mang lấp lánh đem từng cái chứa giá trị liên thành cự bảo cái dương thu vào. Địa hỏa, tại cái cuối cùng cái dương thu nhập trở ra, đối diện mấy tên thần du cường giả rốt cục hắn răng sông tới, nhưng nên đón bọn hắn chính là liên tục không ngừng tuôn ra địa hỏa. Giang giật đột nhiên hướng phía trước sau đánh ra bạo nguyên trưởng, đem một bọn người đốt xiết về sau, lúc này mới kinh nghi hướng hạ vô hối phương hướng nhìn một cái, thì thào a à thế mà đến, trong quân thần du đỉnh phong còn không có xuất hiện. Không chỉ có là thần du cường giả tối đỉnh, thậm chí một tên thần du ngũ trọng cường giả cũng không có xuất hiện, nếu không Giang giật tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm đạt được những này bảo dương. Thần du ngũ trọng trở lên võ giả lực công kích thế nhưng là tương đương sắc bén, hắn cái này địa hỏa không duy trì nổi quá lâu. Đi, vật tới tay giang giật cũng không đi quản nhiều như vậy nhìn thấy trước sau người đều bị địa hỏa thiêu chết bước lui hắn hỏa long kiếm đột nhiên hướng dưới mặt đất đâm tới thân thể đi theo nổ bắn ra mà xuống lòng đất có sớm đào xong vô số thông đạo giang giật lúc trước bận rộn mấy canh giờ không phải vô dụng công hắn rất nhanh xông vào mê cung dưới mặt đất bên trong hỏa linh châu lóe lên một viên kim sắc linh phù xuất hiện hắn quát khẽ đại hoàng bò o à, bò o à. Một cái to lớn cự thú ra rộng lớn địa đạo bên trong, giang giật thân thể bay vọt lên, đại hoàng bốn vó khẽ động hóa thành tàn ảnh hướng một cái thông đạo bên trong phóng đi. Giang giật không ngừng đánh ra bão nguyên trưởng đem phía sau thông đạo cho hủy đi, chỉ cần không có thần du cường giả tối đỉnh đuổi theo, bằng vào đại hoàng tốc độ, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Đón dâu trong đại quân thần du cường giả tối đỉnh, chỉ có thái sử thật cùng lão thái giám ngụy công công, hai người sẽ đi truy sát Giang giật sao? Hiển nhiên sẽ không, thậm chí những cái kia thần du ngũ trọng thiên tướng quân, một cái đều không nhúc nhích. Sở dĩ giang giật rất nhẹ nhàng thoát đi, lưu lại một mảnh hỗn độn chiến trường, cùng vô số bị địa hỏa bỏng đốt tàn quân sĩ, chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Cái gì giang giật chạy trốn chết hơn 3.000 người thần du cấp thống lĩnh chết hơn 20 người tất cả bảo dương đều bị giang giật cướp đi thùng cơm, ngu xuẩn, phế vật, muốn các ngươi làm gì dùng. Tình báo rất nhanh thống kê ra, hạ vô hối rốt cuộc khó có thể che giấu nội tâm nổi giận cùng biệt khuất, đưa tay chỉ thái sử thật bọn người giận mắng. Tử thương nhiều người như vậy, trong quân còn có thần võ quốc vô số nhà tộc tử đệ, việc này làm sao có thể giấu giếm. Giang giật đây là vang dội cho hắn một cái cái tát, cho thần võ quốc vương thất một cái cái tát. Một người xung kích gần hai vạn đại quân, bị hắn chém giết mấy ngàn người không sao, còn nhẹ tùng mang đi cưới tô như tuyết xính lễ cuối cùng đường hoàng bỏ trốn mất dạng việc này truyền đi hắn hạ vô hối mặt để nơi nào thần võ quốc vương thất mặt mũi để nơi nào không có xính lễ cái này thân làm sao nghênh hắn vì sao muốn đoạt xính lễ chẳng lẽ là vì tô như tuyết để cho ta không mặt mũi đón dâu. Nổi giận phát tiết một trận về sau, vô số nghi vấn phù hạ vô hối trong đầu. Hắn âm lãnh con người lóe lên, rất lắm mồm sừng lộ ra một tia nhe răng cười, trong tay hắn một viên cổ thần nguyên giới đột nhiên sáng lên, một cái hộp ngọc ra trong tay hắn, hắn nhe răng cười vài tiếng hử lạnh nói, ta đã biết. Giang giật ngươi là đến đoạt cái này gốc chấn hồn thảo A à may mắn bản điện hạ đã sớm chuẩn bị, nếu không sợ là cho ngươi đắc thủ. Hừ, Ngươi dám đổ sát đại quân, lần này coi như giang biệt ly đô hộ không ở ngươi. Chờ ta báo cáo phụ vương, viện quân đến thời điểm, liền là ngươi giang giật bỏ mình thời khắc. chương 237, tội phản quốc, đoạn hồn cốc chặn giết đại quân việc này huyên náo rất lớn, dù sau đây là hạ vô hối đi cưới tô như tuyết đại quân, đại biểu cho thần võ quốc mặt mũi, trọng yếu nhất chính là chặn giết người thân phận. Linh Thú Sơn lần này xếp hạng thứ nhất thiên tài học viên, quốc chiến đệ nhất, thần võ quốc ngự phong long nhà tướng quân, đại lục một trong 10 đại cường giả giang biệt ly con riêng. Bất kỳ một cái nào thân phận xuất ra đi đều sẽ gây nên oanh động, giang giật tại thần võ quốc thế nhân trong mắt, là từ từ bay lên tân tinh, là giang biệt ly thứ hai, là thần võ quốc tương lai hy vọng một trong. Cũng chính là bởi vì là giang biệt ly con riêng, việc này lập tức bị đón dâu trong đại quân các đại gia tộc con em bí mật truyền về gia tộc, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ thần võ quốc, tiếp theo truyền khắp đại lục. Đương nhiên, việc này có thể truyền đi nhanh như vậy, như thế rộng, cũng là hạ vô hối âm thầm thụ ý kết quả. Bằng không hắn nếu là hạ lệnh phong tỏa tin tức, việc này không có mấy tháng là truyền không đi ra. Bởi vì tô như tuyết cùng giang giật quan hệ mập mờ, hạ vô hối đã sớm xem giang giật khó chịu. Bất kỳ người đàn ông nào đều không hy vọng trên đầu mình mang đỉnh nón xanh, huống chi hắn vẫn là thái tử. Tăng thêm lần kia trên yến hội, giang giật ở ngay trước mặt hắn giết trưởng tôn ra 5 người, càng là đánh mặt của hắn, lần này như thế phát rổ đổ sát đại quân, triệt để để hắn giận không thể nhỉ. Sở dĩ hạ vô hối quyết định trăm phương ngàn kế giết chết Giang Giật, muốn lấy chết hắn, nhất định phải trước tiên đem hắn hậu viện đoạn mất, nếu không Giang Biệt Ly ra mặt bảo vệ Giang Giật, hạ đình uy cũng nhất định phải nể tình. Việc này truyền khắp thiên hạ, rất cũng không phải là mặt của hắn, mà là thần võ quốc mặt. Giang Giật tội phản quốc không người có thể xá, Giang Biệt Ly không chỉ có không thể ra mặt, ngược lại muốn cùng Giang Giật phủi sạch quan hệ, không có giang biệt ly, giang giật tại hạ vô hối trong mắt liền là một đầu độc lang, cử quốc chi lực còn giết không được một người. Không ra hạ vô hối ngoài ý liệu,